Các bạn đang nghe truyện toàn dân chuyển chức tử linh Pháp Sư. Ta tức là thiên tai trên kênh TV Audio CV. Chương 310, ba chén trà, ba lần kính, đệ tử bái kiến lão sư, một. Mạnh An Văn cười khẽ, không khẳng định cũng không phủ nhận. Bạch Ý viễn hừ một tiếng, biết rằng nếu lão này không chịu nói thì có hỏi đến chết cũng không ra. Dù sao nhìn thái độ của Mạnh An Văn, hắn ta cũng biết lâm mặt ngữ và ninh y chắc chắn không sao chỉ cần không sao, thế là được rồi. Đang suy nghĩ, bên ngoài sân nhỏ truyền đến một luồng năng lượng dao động. Bạch Ý viễn nhớ mày, Lâm Tiểu Tử trở về rồi. Đây là địa bàn của hắn ta, ai đến hắn ta đều rõ như lòng bàn tay. Lâm Mặc Ngữ bước vào, Mặc Ngữ kính chào Bạch Thần Đại Nhân, Mạnh Đại Nhân. Lúc này, Bạch Ý viễn lấy lại vẻ nghiêm túc, điềm tĩnh, thế nào, hoàn thành nhiệm vụ chưa? Lâm Mặc Ngữ gật đầu, lấy ra kết tinh nguyên tố và kết tinh ác ma, hoàn thành rồi. Bạch Ý viễn liếc mắt một cái, trong mắt hiện vẻ hài lòng, tốt, rất tốt. Đột nhiên, hắn ta nhìn thấy huy hiệu quân nhân trên vai lâm mặt ngữ, sắc mặt thay đổi, thốt lên, ngươi đụng phải xào huyệt của ác ma à, thiếu quý hai sao, hơn 20 không 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 quân công. Ngay cả Bạch Ý viễn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn ta biết rằng Lâm Mặc Ngữ dẫn theo Ninh Y Y, giết một con ác ma phổ thông dưới cấp 40 cũng chỉ được 50 quân công. Chỉ là những con ác ma phổ thông. Nếu không phải là đâm vào sào huyệt của ác ma thì sẽ là gì nữa? Lâm Mặc Ngữ thật thà nói, ta đã giết một số ác ma cao cấp. Cái gì? Bạch Ý Viễn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ác ma cao cấp nói giết là có thể giết sao, giết một con đã không dễ, lại còn là một số mạnh an văn cũng lộ vẻ hứng thú lâm tiểu tử kể xem chuyện gì đã xảy ra lâm mặc ngữ kể lại chuyện mình chặn cửa nổ ác ma bạch ý viễn nghe xong cười đến mức vỗ đùi thật buồn cười còn có thể làm như vậy ma vương liệt diễm chắc tức chết rồi hai lần đều không giết được ngươi mất hết mặt mũi rồi mạnh an văn cũng mỉm cười làm tốt lắm sau này có thể tiếp tục làm như vậy lâm mặc ngữ gật đầu bạch thần đại nhân Mạnh đại nhân, lần này trong phó bản ở chiến trường thế giới 3, ta đã gặp thần pháp sư Từ Viêm. Thần pháp sư Từ Viêm, Bạch Ý Viễn thật sự nhảy dựng lên. Ngươi nói gì? Ngươi gặp thần pháp sư Từ Viêm? Bạch Ý Viễn kích động hỏi. Ngay cả Mạnh An Văn lúc này cũng mở mắt, nhìn Lâm Mặc Ngữ với ánh mắt dò hỏi. Lâm Mặc Ngữ kể lại trải nghiệm của mình trong phó bản. Mạnh An Văn nghe xong quay sang nhìn Bạch Ý Viễn. Cố gắng nhịn cười. Bạch Ý Viễn trừng mắt nhìn hắn ta, muốn cười thì cứ cười đi, nhịn cười có hại cho sức khỏe. Ha 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 ha, cuối cùng Mạnh An Văn cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Lâm Mặc Ngữ hơi khó hiểu khi thấy Mạnh An Văn luôn điềm đạm lại cười thoải mái như vậy. Mạnh An Văn cười một lúc lâu mới nói, hóa ra trong mắt Tiền Bối Từ Viêm, ngươi chỉ là một kẻ vô dụng. Bạch Ý Viễn hừ một tiếng, lúc đó ta chưa nâng cấp chức nghiệp Bị coi thường cũng là điều bình thường. Từ Viêm là người của nhiều năm trước, thời đại đó Bạch Ý Viễn và Mạnh An Văn chưa ra đời. Trong quá trình trưởng thành, Bạch Ý Viễn cũng đã từng tham gia phó bản chiến trường thế giới 3 và cũng đã vượt qua độ khó địa ngục. Hơn nữa, đều đã hoàn thành toàn bộ. Nhưng khi đó hắn ta không đi một mình mà là cùng người khác lập đội đánh phó bản. Khi đó thần pháp sư Từ Viêm không xuất hiện có lẽ khi đó bạch ý viễn chỉ là kẻ vô dụng trong mắt hắn ta từ viêm đã từng nói thà để đồ bị hủy hoại trong tay còn hơn giao cho kẻ vô dụng bạch ý viễn hừ một tiếng có vẻ như ngươi cũng từng vào phó bản đó mạnh an văn lắc đầu ta chưa từng đánh phó bản cấp địa ngục bạch ý viễn tức giận không nói nên lời sự trưởng thành của hắn ta được coi là kỳ tích áp đảo tất cả mọi người cùng thời điểm đó ngay cả hắn ta cũng không được từ viêm xem trọng có thể thấy yêu cầu của từ viêm cao đến mức nào mạnh an văn giơ tay đưa đây lâm mặc ngữ ngẩn ra không biết đưa cái gì bạch ý viễn nói lấy không gian kết tinh ra không phải ngươi muốn làm thành đá truyền tống vực thẳm sao không cần ra ngoài tìm người nữa người tốt nhất đang ở đây lâm mặc ngữ lập tức hiểu ý của bạch ý viễn ngay lập tức lấy không gian kết tinh ra mạnh an văn nhận lấy không gian kết tinh trong tay lập tức xuất hiện một tòa tháp nhỏ tháp thần hạ lâm mặc ngữ hơi ngạc nhiên tòa tháp trong tay mạnh an văn chính là tháp thần hạ tháp thần hạ trong tay mạnh an văn từ từ xoay tròn trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt không ngờ tháp thần hạ danh tiếng lẫy lừng lại nằm trong tay mạnh an văn lâm mặc ngữ biết mạnh an văn rất lợi hại là người cùng đẳng cấp với bạch thần chỉ là mạnh an văn rất khiêm tốn không nhiều người biết chức nghiệp này. Hắn thậm chí không dám dùng thuật dò thám với mạnh an văn. Từ tháp thần hạ bắn ra một tia sáng chiếu lên không gian kết tinh. Những ký hiệu huyền bí xuất hiện trên bề mặt không gian kết tinh, sau đó chìm vào bên trong. Không gian kết tinh bắt đầu biến đổi. Bề mặt ban đầu như một viên ngọc quý sáng bóng và trong suốt bắt đầu mờ đi, như được phong ấn, cuối cùng biến thành hình dạng của viên đá truyền tống dường như không có gì khác biệt so với viên đá truyền tống thông thường. Nhưng nó lại có thể dẫn đến thế giới vực thẳm. Mạnh An Văn ném viên đá truyền tống vực thẳm lại cho Lâm Mặc Ngữ, xong rồi, ta đã thêm thông tin tọa độ của thế giới nhân tộc vào trong đó, ngươi có thể dùng nó để qua lại giữa nhân tộc và vực thẳm. Nhưng không gian năng đạo có hạn, cần phải chờ ít nhất một giờ sau mỗi lần sử dụng. Từ nơi nào chuyển đến vực thẳm, sau khi quay lại cũng sẽ ở đó. Đây là một khối đá truyền tống hai chiều có thể qua lại giữa vực thẳm. Hơn nữa, chỉ có một mình lâm mặt ngữ có thể sử dụng, vô cùng quý giá. Cảm ơn mạnh đại nhân. Lâm mặt ngữ chân thành cảm ơn. Bạch Ý Viễn nói, cái viên thần thạch thiên phú kia, hãy giữ kỹ, nó sẽ rất hữu ích khi ngươi chuyển chức lần thứ ba. Còn pháp trưởng viêm thần mang ra đây, ta sẽ tìm người xem liệu có thể sửa được không. Lâm Mặc Ngữ ngay lập tức đưa pháp trượng viêm thần cho Bạch Ý Viễn. Đây là một vũ khí huyền thoại, nếu có thể sửa chữa, nó sẽ rất mạnh mẽ. Nhân tộc cũng không có nhiều vũ khí cấp huyền thoại, có thêm được một món thì cũng chỉ là một. Tiếp theo, Lâm Mặc Ngữ lấy ra một thứ khác, Bạch thần đại nhân vẫn còn một việc cần sự giúp đỡ của ngài. Quỷ Vương Chi Tâm như một viên kim cương thượng hạng nhất, trắng tinh không tì vết. Khi Lâm Mặc Ngữ nhận được Quỷ Vương Chi Tâm, hắn cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ một bót có không khí quỷ giữ lại có thể rơi ra một viên đá quý đẹp như vậy. Lần này Bạch Ý Viễn không ngạc nhiên nữa, quỷ vương chi tâm à, ngươi đã giết, chiến trường quỷ vương, rồi, chắc là cũng nhận được niết bàn tinh đi. Lâm mặt ngữ gật đầu, tổng cộng có 5 viên rơi ra, một viên đã cho mạc vận, một viên cho ninh y y, còn lại ba viên ở chỗ ta. Bạch Ý Viễn cũng biết mạc vận, ha ha, nha đầu của Mạc Gia có lòng tham rất lớn. Đã ở cấp 39 trong một năm, chỉ để chờ đợi niết bàn tinh. Việc nâng cấp chức nghiệp không dễ dàng nhưng với khả năng của Mạc Gia, nàng ta ít nhất cũng có 6 phần hy vọng. Đột nhiên, Mạnh An Văn xen vào, vậy còn khả năng của ngươi thì sao, Bạch Thần, thế thì đương nhiên là lợi hại hơn nhà họ mặc một chút, nói được nửa câu, Bạch Ý Viễn đột nhiên dừng lại. Lão Mạnh, ngươi chơi vậy là không đẹp. Mạnh An Văn nói, "Không phải ngươi muốn so tài với lão già đó sao? Nếu việc này mà cũng không làm được thì so cái gì? Ta nghe nói lão già đã lấy bảo bối đó ra rồi." Bạch Ý Viễn lộ vẻ không tin, "Thật hay giả, ta mà nói dối sao?" Bạch Ý Viễn hít sâu một hơi, "Ta, Bạch Ý Viễn, cả đời không thua ai. Lão già đã chơi lớn, lão tử cũng không sợ hắn ta." Lâm tiểu tử, đưa ta hai viên niết bàn tinh ta giúp ngươi chuẩn bị lần chuyển chức thứ hai. Cái khác ta không dám chắc nhưng lão tử đảm bảo ngươi có 8 phần khả năng nâng cấp chức nghiệp, có 3 phần khả năng thức tỉnh thiên phú thứ hai. Lâm mặt ngữ kinh ngạc, tỷ lệ cao như vậy, trước giờ chưa từng nghe qua. Mạc Vận cũng chỉ nói nàng ta có 6 phần khả năng nâng cấp chức nghiệp, còn thức tỉnh thiên phú thứ hai, thậm chí không có nổi một phần khả năng. Thức tỉnh thiên phú rất khó, nhất là thức tỉnh thiên phú thứ hai, càng khó hơn nhiều, xác suất giảm theo cấp số nhân. Bạch Ý Viễn tiếp tục, tiếc là ngươi đã thức tỉnh thiên phú lần thứ hai, nếu là lần đầu, lão tử có chín phần chắc chắn giúp ngươi thức tỉnh thiên phú. Lâm mặt ngữ trầm ngâm. Thiên phú của hắn đến từ hệ thống. Điều này có tính là lần đầu tiên của mình không? Nếu không tính, thì trong lần chuyển chức thứ hai, liệu mình có chín phần khả năng thức tỉnh thiên phú không? Trong lòng hắn không khỏi có chút kích động, càng thêm mong đợi. Nếu hắn thực sự thành công, có lẽ sẽ trở thành người sở hữu ba thiên phú như pháp sư thần viêm đã nói. Trong lịch sử nhân tộc, chỉ từng xuất hiện một người có ba thiên phú. Có lẽ mình sẽ là người thứ hai. Lâm Mặc Ngữ nhìn Bạch Ý Viễn có vẻ đau lòng, biết rằng để giúp hắn chuyển chức, Bạch Ý Viễn có thể phải trả giá không ít. Thêm vào những việc Bạch Ý Viễn đã làm cho mình trước đây. Lâm Mặc Ngữ vô cùng cảm động, cung kính bái lại Bạch Ý Viễn cảm ơn bạch thần đại nhân thế gia quân nhân gia đình làm quân đội nhiều thế hệ an văn lắc đầu còn gọi là bạch thần đại nhân nói xong hắn ta liếc nhìn chén trà trên bàn có ý nhắc nhở bạch ý viễn cũng ngồi thẳng lưng hiếm khi giữ vẻ nghiêm trang lâm mặc ngữ ngay lập tức hiểu ý cầm lấy chén trà kính trà bạch ý viễn đệ tử lâm mặc ngữ bái kiến lão sư bạch ý viễn hài lòng nhận chén trà uống cạn Lâm Mặc Ngữ rót đầy chén, tiếp tục cung kính bái lại. Đệ tử Lâm Mặc Ngữ, bái kiến lão sư. Ba lạy ba trà. Lâm Mặc Ngữ kính ba chén trà, Bạch Ý Viễn cũng uống ba chén. Từ đây về sau, hắn chính là đệ tử thực sự của Bạch Ý Viễn. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy ấm áp trong lòng, ngoài bà nội, tỷ tỷ, Ninh Y Y, thế giới này lại có thêm một người thân. Vị lão sư này không giống những lão sư khác, ân sư như cha là người thân thực sự tốt dạo này ngươi cũng vất vả rồi về nghỉ ngơi cho tốt ngày mai phải xuất phát đến thành phố nam hồng rồi học viện của chúng ta đã sắp xếp chỗ ở tại thành phố nam hồng cố gắng thi đấu tốt trong giải đấu chức nghiệp mang về chức vô địch lâm mặc ngữ gật đầu lão sư yên tâm bạch ý viễn nói không được chủ quan dù ngươi rất mạnh nhưng giữa vô số chức nghiệp giả trên thế giới có thể có vài người gây rắc rối cho ngươi sư tử bắc thỏ cũng dùng toàn lực đệ tử hiểu tâm thái này của lâm mặc ngữ khiến bạch ý viễn rất hài lòng đó chính là điều hắn ta muốn không lơ là trước bất cứ việc gì sau khi lâm mặc ngữ rời đi bạch ý viễn nở nụ cười mãn nguyện về đệ tử này hắn ta vô cùng hài lòng mạnh an văn cũng mỉm cười bây giờ thì vui rồi chứ bạch ý viễn hừ một tiếng vui cái gì mà vui Bao nhiêu năm tiếp góp của lão tử đều tiêu hết rồi. Hừ, miệng thì nói thế. Mạnh An Văn quá hiểu rõ tính cách của Bạch Ý Viễn. Nhìn dáng vẻ của hắn ta là biết trong lòng đang vui mừng khôn xiết. Bạch Ý Viễn nói, "Lão tử mặc kệ, lần này ngươi phải giúp ta, không thể để lão già đó vượt mặt." "Được." Mạnh An Văn không từ chối, hắn ta cũng rất hài lòng với Lâm Mặc Ngữ. Mạnh An Văn thản nhiên nói, có chuyện này lâm tiểu tử chưa nói với ngươi hắn cùng mạc vận tranh đoạt chiến trường quỷ vương đắc tội với công hội vương triều rất thiếu hội trưởng của họ bạch ý viễn nhíu mày sao tiểu tử không nói sớm công hội vương triều lão tử một vỗ đập chết hết bọn chúng mạnh an văn lắc đầu hắn có thể muốn tự mình giải quyết hoặc không muốn làm phiền ngươi rất có chí khí rất tốt ngươi cứ mặc kệ coi như không biết ta nói với ngươi để ngươi không tiết lộ ra ngoài không gây rắc rối cho đệ tử của mình. Bạch Ý Viễn lớn tiếng nói, lão tử trông có ngu như vậy sao, Mạnh An Văn không phủ nhận, cũng gần như vậy đấy, cái gì mà cũng gần, Mạnh An Văn không nói gì nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Y trở về nhà, tìm gia gia của nàng khoe khoang. Thiếu quý hai sao, thật khó để tin tưởng. Sau khi Lâm Mặc Ngữ ra khỏi tiểu viện của Bạch Thần, liên lạc với tưởng đào đào một chút, hẹn trước thời gian xuất phát ngày mai. Hắn cũng không trở về túc xá, mà ngồi trận truyền tống trở lại pháo đài số 1. Trong pháo đài số 1 còn có không ít người đang thảo luận về chiến trường quỷ vương. Lâm Mặc Ngữ vừa đi vừa nghe được không ít tin tức. Biết gì chưa, nghe nói hội trưởng công hội Vương Triều tới, nổi trận lôi đình. Ta cũng nghe nói, hình như là đội ngũ của bọn họ đang tìm chiến trường quỷ vương, kết quả đội ngũ bị người ta tiêu diệt. Đúng vậy, chiến trường quỷ vương bị người khác đánh mà đội ngũ công hội vương triều lại biến mất không thấy đâu nữa không phải bị người ta tiêu diệt thì còn có thể là cái gì lần này công hội vương triều tổn thất không nhỏ nghe nói thiếu hội trưởng đến rèn luyện cũng chết nốt con trai chết rồi hội trưởng của bọn họ nhất định sẽ nổi điên không biết là ai làm mặc kệ ai làm ta đều muốn nói một câu làm tốt lắm ai bảo bọn họ bình thường làm mưa làm gió khi dễ những người chơi cá nhân như chúng ta danh tiếng của công hội vương triều trong chức nghiệp giả rất tệ thấy bọn họ gặp xui xẻo, phần lớn chức nghiệp giả đều rất vui vẻ. Lâm Mặc Ngữ biết việc này hẳn là sẽ không kết thúc. Người thích ra thì ra đi, dù sao bản thân tận lực không bị bại lộ là được. Giết vương tử hào, hắn không hề hối hận. Tốn hao quân công cho sân tu luyện kỹ năng của chính phủ, Lâm Mặc Ngữ bắt đầu triệu hồi khô lâu chiến sĩ. 100 khô lâu pháp sư cũng đủ dùng. Còn lại 30 chỗ, Lâm Mặc Ngữ dự định dùng toàn bộ để triệu hoán khô lâu chiến sĩ. Một lần 10 con khô lâu chiến sĩ, sau đó thiền định khôi phục năng lực tinh thần. Hiệu quả của sân tu luyện kỹ năng quân đội cao hơn nhiều so với phòng tu luyện kỹ năng sơ đẳng của học phủ. Mỗi lần thiền định chỉ cần hơn một giờ là có thể khiến năng lực tinh thần khôi phục đầy đủ. Chỉ 3 tiếng sau, Lâm Mặc Ngữ rời khỏi sân tu luyện kỹ năng của quân đội. Không gian triệu hồi đã đầy đủ quân số. 170 con khô lâu chiến sĩ, một trăm con khô lâu pháp sư, tựa như một đội quân khổng lồ. Mỗi một chiến binh cấp bậc vàng, đều khiến cho Lâm Mặc Ngữ rất tự tin. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Mặc Ngữ lại trở về học viện Hạ Kinh. Mấy ngày nay vẫn luôn ở chiến trường số 3, cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay, ngủ một giấc thật ngon. Lâm Mặc Ngữ, vừa đi tới khu ký túc xá, đã thấy mấy người Hạ Dương, Phong Tu, Tả Mai cùng nhau đi tới. Đi cùng với họ là hai người nữa, một vị mặc trang phục kỵ sĩ, một vị hỗ trợ. Hạ Tuyết hỏi, "Ngươi đi đâu vậy? Rất nhiều ngày rồi không gặp ngươi." Lâm Mặc Ngữ thản nhiên nói, "Đi chiến trường số 3." Phong Tu giật mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi vậy mà dám đi chiến trường số 3?" Sau đó hắn ta thấy được huy hiệu quân nhân trên vai Lâm Mặc Ngữ, cả người trịnh trọng hành lễ kiểu quân đội với Lâm Mặc Ngữ, binh nhì Phong Tu bái kiến trưởng quan lúc này mấy người đều kỳ quái nhìn phong tu hạ tuyết khó hiểu hỏi ngươi làm gì vậy phong tu nói hắn là thiếu úy ta là binh nhì gặp trưởng quan cần phải chào theo nghi thức quân đội phong tu chỉ chỉ bả vai mình phía trên cũng có huy hiệu quân nhân màu trắng không có sao binh nhì bình thường nhất lâm mặc ngữ lần đầu tiên gặp phong tu đã cảm thấy khí chất của hắn ta khác với người bình thường thì ra ngươi là người thế gia quân nhân phong tu gật đầu đúng vậy thánh kiếm phong gia tổ tiên đều là quân nhân đời đời đều là quân nhân lâm mặc ngữ hỏi các ngươi hiện tại là muốn làm gì hạ tuyết nói ngày mai phải đi thành phố nam hồng chúng ta định luyện chiến thuật một chút tranh thủ lấy được thành tích tốt ai bảo ngươi thăng cấp nhanh như vậy bằng không chúng ta đâu cần phiền toái như vậy lâm mặc ngữ mỉm cười vậy các ngươi cố lên nhất định sẽ có thành tích tốt Lâm Mặc Ngữ đi rồi, Phong Tu không khỏi cảm thán, chỉ sợ hắn là thiếu ý trẻ tuổi nhất ở đế quốc thần hạ của chúng ta. Hạ Tuyết có chút không hiểu, lên đến thiếu ý rất khó sao, đối với chuyện của quân đội, nàng ta không biết gì cả. Phong Tu cảm thán nói, rất khó. Giết một con ác ma bình thường dưới cấp 40, 100 điểm quân công. Thiếu ý ít nhất phải có một vạn quân công, mà hắn là thiếu ý hai sao, có ít nhất hai vạn quân công ngươi nghĩ xem khó hay không? Rất nhiều chức nghiệp giả cấp 40 cũng không đạt tới thiếu ý. Mấy người không nói nên lời. Từ nhỏ được giáo dục, đều biết ác ma vô cùng cường đại. Giết một con đã rất khó khăn, còn phải giết mấy trăm con. Đây căn bản không phải là một chút khó khăn a, à, trong mắt Phong Tu lóe lên khao khát, sao hắn làm được vậy? Ngày hôm sau, sáng sớm Ninh Y đã đến tìm Lâm Mặc Ngữ để ăn sáng cùng dáng vẻ nàng nhảy nhót, nhìn là biết tâm tình vô cùng tốt. Rõ ràng ngày hôm qua sau khi trở về nhà, đã xảy ra chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm qua Gia Gia bị ta dọa đến mức bật ngửa. Ninh Thái Nhiên quả thật là bị Ninh Y Y dọa cho giật mình. Chỉ vài ngày sau, từ binh nhì lên tới thiếu úy hai sao, không bị dọa mới là lạ. Ninh Y cũng không phải chức nghiệp giả cao cấp, không có khả năng một cái kỹ năng lập tức có thể tiêu diệt một mảng lớn ác ma. Nàng mới cấp 26 đấy." Lâm Mặc Ngữ cười nói, "Sau đó thì sao? Ninh Y một bên nhét thức ăn, sau đó ta đã đem chuyện xảy ra mấy ngày nay nói một chút, sau đó gia gia lập tức tức giận, nói là muốn đi phá hủy nhà của Bạch Thần." "Cái gì vậy? Tại sao phải phá nhà của Bạch Thần?" Lâm Mặc Ngữ nghĩ mãi mà không ra. "Có mối quan hệ nhân quả nào trước và sau chuyện này sao?" Ninh y, y giải thích, "Nói Bạch Thần phái ngươi đến nơi nguy hiểm như vậy, ta cũng đi theo, còn không nói cho ông ấy biết." Thì ra là như vậy, Lâm Mặc Ngữ không nhịn được cười. Nhưng không có việc gì, hai người bọn họ cãi nhau không biết bao nhiêu năm, sớm đã quen rồi. Vài ngày trước bọn họ còn cùng đi tòa thánh cổ la, sang bằng tòa thánh cổ la, thuận tiện còn giết chết tên la cách tư kia. Lâm Mặc Ngữ cũng không biết nói gì. Việc này Bạch Ý Viễn không có nói cho hắn. Không cần phải nói, đều là làm vì mình thôi. Bạch Ý Viễn đối xử rất tốt với mình, trong lòng lâm mặt ngữ rõ ràng. Ninh y y đến cả chuyện giết vương tử hạo cũng nói ra, đồng thời cũng dặn dò Ninh Thái Nhiên không được nói ra. Dĩ nhiên Ninh Thái Nhiên sẵn sàng đồng ý, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Sau khi ăn no Ninh y y lại mua một đống đồ ăn, lý do là phòng trường hợp đồ ăn thành phố Nam Hồng ăn không quen, phòng trước khỏi họa. Lâm mặt ngữ cười tùy nàng, chuyện này cũng không có gì để tính toán. Thành phố Nam Hồng là một trong số ít các thành phố lớn siêu cấp của Đế quốc Thần Hạ, so với thủ đô Hạ Kinh cũng không kém quá nhiều. Hàng trăm trận truyền tống xếp thành một hàng, vô số chức nghiệp giả không ngừng đi ra từ trong trận truyền tống. Vì giải thi đấu chức nghiệp giả lần thứ 100 này, Đế quốc Thần Hạ chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Xây dựng một lượng lớn công trình, cung ứng cho các chức nghiệp giả từ các nơi trên thế giới đến dự thi. Chỗ ở đầy đủ, đồ ăn không thiếu. Tất cả đều là tốt nhất. Đồng thời tất cả những thứ này đều miễn phí. Thể hiện thực lực cường đại của đế quốc thần hạ, khí phách to lớn như đế quốc, tuyệt đối không phải quốc gia nhỏ bình thường có thể so sánh. Nhiều người quá. Ninh Y y tò mò mở to hai mắt nhìn. Chưa từng gặp qua cảnh tượng này, chen chúc không đếm hết được đầu người, đều là chức nghiệp giả. Tưởng Đào đào vừa cười vừa nói, nơi này chỉ là chức nghiệp giả dưới cấp 40. Người sau khi chuyển chức lần hai thành chức nghiệp giả cao cấp, cũng không ít hơn nơi này là bao. Đối với chức nghiệp giả mà nói, tăng lên cấp 70 hoàn thành chuyển chức lần 3 có lẽ rất khó nhưng hoàn thành chuyển chức lần 2, phần lớn chức nghiệp giả đều có thể làm được. Có thể nói chức nghiệp giả dưới cấp 70 chiếm hơn 95% trong tổng số chức nghiệp giả. Cho nên khi thiết kế phân tổ cấp bậc, giải thi đấu chức nghiệp giả chỉ suy tính chức nghiệp giả dưới cấp 70 chức nghiệp giả trên cấp 70 sẽ không tới dự thi. Lại đưa chức nghiệp giả dưới cấp 70 cứ 10 cấp vào một nhóm phân biệt, tiến hành thi đấu. Như vậy có vẻ tương đối công bằng. Quy tắc đã lưu truyền mấy trăm năm, hiện tại đã là lần thứ 100, sớm đã không có người phản đối. Tưởng Đào Đào đã sớm nắm chắc quy tắc thi đấu trong lòng bàn tay. Nàng ta giống như một người chị lớn, dẫn mọi người đến nơi ở của học viện Hạ Kinh dọc đường giảng giải quy tắc thi đấu cụ thể cho mọi người. Lần này quy tắc long trọng hơn bao giờ hết, vượt qua bất kỳ lần nào trước kia. Theo thống kê chưa đầy đủ, đội ngũ đến đây dự thi sẽ vượt qua 10 vạn. Mấy người nghe xong đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ninh y y lè cái lưỡi nhỏ, nhiều người như vậy, vậy muốn đánh đến khi nào vậy? Lâm mặt ngữ không nhịn được sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Vấn đề mà nàng cũng có thể nghĩ đến, cao tầng đế quốc sẽ không nghĩ ra sao, nhất định là có đối sách. Tưởng đào đào cười nói, cho nên ngày mai sẽ tiến hành tuyển chọn. Chỉ có đội ngũ thông qua tuyển chọn mới có tư cách tiếp tục dự thi. Mặc dù các quy tắc cụ thể của cuộc thi không được biết trước nhưng đế quốc đã công bố rằng hơn 90% đội sẽ bị loại khỏi cuộc thi lần này. Ta nghĩ độ khó của buổi tuyển chọn chắc không thấp, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ninh y y tính toán, cho dù bị loại 90%, vậy vẫn còn một vạn đội, cũng còn rất nhiều. Trong nơi ở, không ngừng có các chức nghiệp giả ra ra vào vào. Nhìn qua thì đều là chức nghiệp giả chưa đến cấp 40. Hiển nhiên chức nghiệp giả cấp 40 trở lên cũng có nơi ở của bọn họ. Ninh Y Y chạy vội tới, ta đã hỏi rồi, đội ngũ của học viện đứng đầu không có ở đây. Nhưng xác nhận học viện đứng đầu có đội ngũ dự thi, chờ ngày mai chúng ta vượt qua tuyển chọn, sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, chúng ta có thể đi qua xem thi đấu. Đến lúc đó danh sách cũng sẽ xuất hiện. Ninh Y Y cố ý đi hỏi thăm một chút, nàng biết Lâm Mặc Ngữ muốn tìm Lâm Mặc Hàm. Cảm ơn. Một bên bỗng nhiên truyền đến thanh âm bất mãn, muốn sâu ân ái qua một bên mà sâu, muốn lăn giường thì vào trong phòng, đừng đứng ở chỗ này cản đường. Chủ nhân của giọng nói này mang theo chiếc đao cực lớn, thân thể cao ít nhất cũng phải 2 mét nhìn dáng vẻ này thì có lẽ là chức nghiệp giả loại chiến sĩ hắn ta nhìn lâm mặc ngữ với ninh y y với vẻ mặt vô cùng bất mãn có nhiều người như vậy mà lâm mặc ngữ và ninh y y còn đứng ở đây chẳng mất một phần lối đi hơn nữa cơ thể của người này lại quá to lớn thật sự không thể nào đi qua được tuy nhiên nếu như không thể đi qua thì chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu là được còn hiện tại lâm mặc ngữ nhìn sang đó với vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng ấy vô tình khiến cho tên to con rùng mình một cái, khí tức trên người lâm mặt ngữ càng làm cho hắn ta cảm thấy sợ hãi hơn. Đây là ánh mắt đã từng giết người, ngoại trừ lạnh lẽo thì còn mang theo cả sát ý nữa. Giống như chỉ cần nói chuyện không hợp nhau thì sẽ lập tức rút đao ra để giết người vậy. Tên to con sợ hãi, làm gì thế, nơi này không cho phép đánh nhau, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Mặt mũi ninh y y đỏ bừng lên, kéo lâm mặt ngữ bỏ đi. Lâm mặt ngữ gật đầu rồi nghiêng người tránh ra. Tên to con chạy nhanh qua, vừa đi vừa nói, đây là kẻ nào vậy trời? Ánh mắt của hắn dọa người thật. Hắn ta càng chạy càng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Mấy người tưởng đào đào cũng đã trở về, đã hỏi thăm rõ ràng cả rồi, ngày mai buổi tuyển chọn sẽ diễn ra ở trên bờ biển, ở đó đế quốc sẽ cho xây dựng núi để lấp biển, lấp một mảng lớn làm thành quảng trường. Miêu Ngọc nói, chỗ đó không chỉ để tuyển chọn mà còn dùng để tranh tài luôn. Ninh Y Y vội vàng nói, vậy chúng ta mau tới xem một chút đi. Tưởng Đào Đào lắc đầu, không xem được, nơi đó đã bị niêm phong rồi, trước ngày mai thì bất cứ ai cũng không thể vào được. Đây là vì phòng ngừa có người đến phá hư và quấy rối nên tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Ninh Y Y đảo mắt, vậy chúng ta đi ăn gì đó đi, thưởng thức mỹ thực của thành phố Nam Hồng này đối với Ninh Y Y thì đồ ăn có sức hấp dẫn siêu cao. Miêu Ngọc cũng phụ họa theo, tốt quá rồi, vừa nãy nghe nói đế quốc đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, ở đây còn có thể tìm thấy tất cả mỹ thực từ các nơi trên cả nước nữa, mà 663 lại toàn bộ miễn phí. 663 có nhiều cách giải thích nhưng đa số chỉ ý tốt, phước lành. Cái gì? Ninh Y Y hét lên một tiếng. Nhiều người xung quanh đều nhìn về phía nàng với ánh mắt kỳ lạ, còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Ninh y y vội vàng hạ thấp giọng, miêu ngọc tỷ, tỷ nói cái gì miễn phí cơ, ừm, tỷ cũng chỉ mới biết mà thôi, đồ ăn ở nơi này đều miễn phí, tất cả đều do đế quốc mua đó. Ninh y y như nghe thấy tin dữ, để lộ ra một khuôn mặt mướt đắng, sớm biết như vậy thì muội đã không mua rồi. Biểu cảm chua chát. Lâm mặt ngữ nhịn không được bật cười thành tiếng, xoa cái đầu nhỏ của Ninh y y, không sao cả, cứ từ từ mà ăn. Vì lần tranh tài này mà đế quốc đã cử rất nhiều chức nghiệp giả sinh hoạt. Những món ăn đó là do chính chức nghiệp giả Mỹ thực cung cấp. Ở đây, đồ ăn nào trên cả nước cũng đều có, có thể nói là vô cùng phong phú. Ninh Y Y chọn đến hoa mắt, không biết nên ăn cái nào mới tốt. Tiếc thật đấy, người ở đây cũng chỉ có thể ăn trong vòng 2 ngày. Hôm nay và ngày mai. Qua ngày mai, những chức nghiệp giả bị đào thải sẽ rời khỏi trụ sở. Hết ngày mai, toàn bộ trụ sở sẽ yên tĩnh trở lại. Tỷ lệ đào thải trên 90%, đây tuyệt đối không phải chỉ là một chút. Tiếng sóng biển truyền đến từng đợt, từ xa nhìn tới thì có thể thấy đại dương xanh thẳm. Màn sáng giống như một cái bát khổng lồ úp ngược xuống mặt đất, chặn tất cả bước chân của mọi người. Màn sáng cũng không trong suốt cho nên không thể nhìn thấy được tình huống bên trong. Có rất nhiều người đang đứng trên quảng trường, nhìn lại một lần nữa thì thấy lít nha lít nhít đầu người, thật sự không thể nào đếm chính xác được. Đế quốc thần hạ tuyên bố với bên ngoài có hơn 10 vạn đội ngũ dự thi, con số này chỉ ít đi chứ không nhiều hơn. Quy tắc tuyển chọn cũng đã nói rất rõ ràng, tổ đội tiến vào màn sáng. Có thể thuận lợi qua ải thì có thể ở lại, thất bại thì trực tiếp bị đào thải. Quy tắc vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng tàn khốc. Tất cả đội ngũ được chia thành các nhóm, độ khó của mỗi nhóm đều giống nhau như đúc. Cấp 20 và cấp 29 đều sẽ gặp phải cửa ải giống y hệt nhau. Không có gì khác nhau. Nói như vậy, cùng một nhóm, cấp độ càng cao thì ưu thế lại càng lớn. Nhưng còn phải cân nhắc đến kỹ năng, trang bị, năng lực ứng biến, phân chia chức nghiệp và phối hợp với tổ đội có hợp lý hay không. Cho nên tất cả đều không rõ ràng đội ngũ này của lâm mặc ngữ người ngoài nhìn vào thì có thể thấy đây là đội ngũ rất tiêu chuẩn kỵ sĩ hai hỗ trợ tầm xa thì có pháp sư cận chiến thì có thích khách tất cả đội ngũ theo thứ tự đi vào màn sáng dọc theo lối đi đã thiết lập xong từ trước từ lúc bước vào màn sáng cũng chính là lúc khảo hạch bắt đầu hôm nay có hai vòng sơ loại buổi sáng là vòng sơ loại của đội buổi chiều là vòng sơ loại đơn lâm mặc ngữ phải tham gia cả hai vòng sau khi đội ngũ tiến vào màn sáng hình ảnh trước mắt lập tức thay đổi một lối đi thật dài xuất hiện ở trước mặt mọi người lâm mặc ngữ có cảm giác như đã từng thấy ở đâu đấy khí tức tràn ngập khắp lối đi lâm mặc ngữ đã từng gặp rất nhiều lần lần đầu tiên là lúc thi học kỳ lần thứ hai là lúc thí luyện nhiệm vụ ở đảo nhân ngư lần gần đây nhất là lúc giúp mạnh an văn làm đá truyền tống ở vực thẳm thì ra đế quốc dùng tháp thần hạ để khảo hạch cho dù tưởng đào đào chỉ mới đến cấp 24 nhưng dưới tình huống đã tăng đầy đủ trạng thái thì thuộc tính cũng đã vượt qua ma khuyển vực thẩm cấp 27 rồi. Cũng không quá khó để đối phó. Tưởng đào đào kêu lên một tiếng rồi lao tới phát động kỹ năng tấn công, đánh vào người ma khuyển vực thẩm với kỹ năng tấn công mang theo lực xung kích khổng lồ. Kỹ năng, thuẫn kích, kỹ năng phát động, tấm trắng đột nhiên vung lên đánh vào đầu của ma khuyển vực thẩm. Ma khuyển vực thẩm không chỉ bị thương, hơn nữa còn lâm vào trạng thái choáng váng lúc này phía sau nó có ánh sáng nhạt chớp động ninh y y bất thình lình mò ra sau lưng ma quyển vực thẳm kỹ năng một kích chí mạng Chủy thủ lòi ra đâm phập một cái vào trong cơ thể ma quyển ma quyển hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã trên mặt đất không nhúc nhích để mà so với lực bạo phát trong nháy mắt thì thích khách đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất những kỹ năng đại uy lực của pháp sư đều phải chuẩn bị trước ít thì 10 giây, nhiều thì mấy chục giây. Nào giống thích khách, trong nháy mắt đã có thể bạo phát. Dường như cũng không có gì khó khăn lắm. Trên mặt mấy người bọn họ lộ ra vẻ vô cùng thoải mái. Lâm mặt ngữ lại âm thầm cười, nào có đơn giản như vậy. Hắn đã trải qua kỳ thi học kỳ rồi nên hắn biết rất rõ đạo lý bên trong đó. Trận thảo hạch này chỉ vừa mới bắt đầu. Bên ngoài màn sáng đã hoàn toàn trống rỗng tất cả đội ngũ đều đã đi vào, bắt đầu vòng sơ loại cũ trích ấy. Trên màn sáng khổng lồ xuất hiện những dòng chữ dày đặc, đều là tên của các đội trưởng. Tên của Lâm Mặc Ngữ cũng ở trong đó. Vốn dĩ phía sau đội ngũ còn có số không, bây giờ đã biến thành một. Tiểu đội Lâm Mặc Ngữ, một, số một này đại diện cho thời điểm hiện tại của bọn họ, giết một con ma khuyển. Theo như thay đổi về phân loại, bản xếp hạng chữ của đội ngũ đang thay đổi. Trong các nhóm từ cấp 20 đến 29, tổng cộng có hơn 3 vạn đội dự thi. Hiện tại tiểu đội của Lâm Mặc Ngữ xếp hạng ở vị trí hơn 1 vạn, không tính là tốt cũng không tính là kém. Có rất nhiều người đều chú ý đến trận đấu này. Đế quốc thần hạ mở video phát sóng trực tiếp cho toàn thế giới. Các quốc gia khác đều có thể xem trận đấu này. Vòng sơ loại đang được tiến hành, tên đội ngũ cũng thay đổi trong thời gian thực. Bỗng nhiên có tên của một đội ngũ đã biến thành tro bụi, hơn nữa xếp hạng cũng trực tiếp rớt xuống cuối cùng. Nghĩa là đội này đã bị loại. Vòng sơ loại chỉ vừa mới bắt đầu võng vẹn có 5 phút đồng hồ mà đã có đội ngũ đầu tiên bị đào thải. Đủ có thể thấy được vòng sơ loại khó hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Một cuộc thảo luận mang tính thế giới đang diễn ra kịch liệt. Chỉ mới bắt đầu có mấy phút mà đã có người bị đào thải rồi nhanh như vậy. Xem ra vòng sơ loại lần này rất khó đương nhiên phải khó rồi, phía chính phủ của đế quốc thần hạ đã nói vòng sơ loại lần này sẽ đào thải trên 90%. Không đào thải thì làm sao bây giờ? Hơn 10 vạn đội ngũ đấy, so sánh tới năm sau cũng không so ra kết quả gì. Con ma khuyển vực thẳm bị đâm trúng kia phát ra một tiếng nổ rất vang, sau đó bị nổ bay đi. Hai lần ninh y y giết chết hai con ma khuyển đều rất thuận lợi. Trảm kích, tưởng đào đào giết chết con ma khuyển vực thẳm cuối cùng trong tiếng kêu khe khẽ nàng khẽ thở dốc, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Lúc này, bọn họ đã đi được một nửa đoạn đường. Số lượng ma khuyển vực thẳm cũng ngày càng tăng lên. Từ một con ban đầu bây giờ đã có ba con xuất hiện cùng một lúc. Nếu tiếp tục đi, có thể sẽ xuất hiện bốn năm con cùng lúc, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng tưởng đào đào cũng không định để lâm mặt ngữ hỗ trợ. Nàng ấy muốn biết giới hạn của bản thân đến đâu. Lúc đánh phó bản, việc đối mặt với nhiều con quái vật trong cùng một lúc là chuyện rất thường gặp nhất là khi ở trong phó bản cao cấp thì sẽ càng như vậy nếu ngay cả điều đó cũng không làm được vậy thì quá hổ thẹn với chức nghiệp kỵ sĩ này rồi tưởng đào đào tự nhủ trong lòng bản thân là người muốn vào học viện đứng đầu vậy nên tuyệt đối không thể nào dễ dàng nhận thua như vậy được nàng tự động viên bản thân rồi cùng với đội ngũ tiếp tục tiến lên quả nhiên bốn con ma khuyển đã xuất hiện cùng một lúc tưởng đào đào lại lao vào chiến đấu. Ninh y y thì ẩn thân, tùy thời ra tay. Miêu Ngọc cẩn thận quan sát trận đấu, sẵn sàng thi triển kỹ năng trị liệu bất cứ lúc nào. Đoạn cao có chút rảnh rỗi. Đối với tiên tri mà nói, sau khi tăng trạng thái xong thì trên cơ bản hắn chả cần làm gì nữa. Trong đội ngũ ngoại trừ lâm mặt ngữ ra thì hắn là người rảnh rỗi nhất. Lúc này trong vòng sơ loại đã đào thải rất nhiều đội ngũ. Có rất nhiều tên của đội ngũ biến thành màu xám, sau đó biến mất khỏi màn sáng. Sự sắp xếp của các đội ngũ trên màn sáng cũng không ngừng thay đổi. Tốc độ tiến lên của đội ngũ của Lâm Mặc Ngữ cũng không tính là nhanh, vẫn luôn ở giữa, coi như cũng khá ổn định. Bạch Ý Viễn cũng quan sát vòng sơ loại này. Lâm Tiểu Tử đang làm gì vậy chứ, sao động tác lại chậm như vậy? Người ta đều đã đánh được 40 điểm rồi mà sao đội ngũ của Lâm Tiểu Tử lại chỉ có 23 điểm? Làm sao vậy? Lão Mạnh, ngươi không thể tiết lộ một chút sao?" Mạnh An văn kiên quyết từ chối, "Không thể. Huống chi tốc độ của vòng sơ loại này cũng không nhanh hơn ai, đến cuối cùng có thể vượt ải là được rồi." "Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin đối với Lâm tiểu tử à?" Bạch Ý viễn cười ha ha nói, "Nực cười, Lâm tiểu tử có tư cách trở thành quán quân, chỉ là vòng sơ loại thông thường thì sao có thể làm khó hắn được." "Vậy thì được rồi, gấp cái gì?" mạnh an văn thân là người phụ trách thác thần hạ vậy nên hiểu rất rõ tất cả những gì xảy ra trong thác đương nhiên hắn biết lâm mặc ngữ hoàn toàn không hề ra tay toàn bộ quá trình đều như đang xem kịch nếu không thì bọn họ đã sớm vượt qua vòng sơ loại này rồi bạch ý viễn nhìn thấy càng ngày càng có nhiều đội ngũ bị đào thải tỷ lệ đào thải mà ngươi thiết lập có phải là quá cao rồi không mạnh an văn nhẹ giọng nói không cao đâu trên cơ bản những người bị đào thải đều thuộc đội ngũ xin di cấp độ trung bình thấp hơn 23. Đội ngũ như vậy thì cho dù không bị đào thải ở đây thì trong trận đấu cũng sẽ là đội đầu tiên đào thải. Cũng có một số đội ngũ phối hợp với nhau rất tệ, loại đội ngũ như thế có giữ lại cũng không thể dùng được. Mục tiêu của vòng sơ loại lần này chính là chọn ra các đội ngũ ưu tú. Hơn nữa, độ khó mà ta thiết lập cũng không quá cao cho dù đội ngũ cấp độ có hơi thấp nhưng chỉ cần phối hợp ăn ý với nhau thì cũng có thể vượt qua bạch ý viễn nhìn từ xa thở dài như thể có hơi bất đắc dĩ được rồi ngươi nói nhiều hơn ngươi thắng cuối cùng cũng đợi được đến lúc năm con ma quyển vực thẳm xuất hiện cùng một lúc tưởng đào đào hét lên một tiếng khống chế miêu ngọc và đoạn cao ra tay cùng lúc trưởng lão và tiên tri đều có một kỹ năng giống nhau xiền xích gió hai người mỗi người khóa một con, trực tiếp khống chế ma khuyển vực thẳm. Chỉ có điều cấp độ của bọn họ quá thấp, thời gian mà xiền xích gió có thể khống chế được còn tương đối ngắn, chỉ có vỏn vẹn 30 giây. Nhưng đối với tưởng đào đào và ninh y y mà nói, 30 giây là đủ rồi. Tưởng đào đào nhanh chóng thu hút ba con ma khuyển vực thẳm còn lại, tạo cơ hội cho ninh y y đội ngũ phối hợp với nhau rất ăn ý, bọn họ tiêu diệt năm con ma khuyển vực thẳm một cách nhanh chóng. Có Miêu Ngọc và Đoạn Cao gia nhập, đối phó với năm con ma khuyển vực thẳm này còn nhẹ nhàng hơn so với lúc trước. Tưởng Đào Đào cũng biết được giới hạn của bản thân rồi. Dưới tình huống không thể dựa dẫm vào người khác, cùng lúc đó còn phải ứng phó với bốn con ma khuyển vực thẳm đã là giới hạn của nàng ấy rồi. Từ khi Miêu Ngọc và Đoạn Cao bắt đầu tham chiến, tốc độ của đội ngũ đã tăng lên không ít. Lúc này, Lâm Mặc Ngữ thật sự đã trở thành người cô đơn, thật sự không có việc gì làm ngược lại lâm mặc ngữ cũng rất tò mò cái cảm giác khoanh tay đứng nhìn này nhàn rỗi đi theo phía sau đội ngũ xếp hạng của tiểu đội lâm mặc ngữ bắt đầu tăng lên chầm chậm đuổi theo từ giữa dần lên tới đầu cuối cùng tên của đội ngũ cũng được ngung vung cung hạng trên một ngàn trong nhóm của họ lúc này trong hơn ba vạn đội ngũ trong nhóm bọn họ hơn phân nửa đã bị đào thải còn lại chưa đến một vạn sáu con, bảy con, tám con ma khuyển vực thẳm xuất hiện cùng một lúc. Dù sao cấp độ của đám người tưởng đào đào cũng quá thấp, đối mặt với áp lực không ngừng tăng cường như thế thì càng đánh càng vất vả. Miêu Ngọc thở hỗn hển, vừa phải khống chế còn phải trị liệu. Đối với nàng mà nói, áp lực cũng không hề nhỏ. Đoạn cao cũng gần như vậy. Đã qua một giờ kể từ lúc bắt đầu vòng sơ loại, trạng thái của mọi người đều bắt đầu biến mất, cần phải bổ sung thêm một lần nữa. Đoạn cao uống hết một lọ tinh thần dược rồi mới bổ sung trạng thái cho mọi người. Đợi đến khi trạng thái đã được bổ sung xong, đoạn cao đặt mông ngồi xuống đất. Vẻ mặt hắn ta cũng trở nên bất đắc dĩ, ta cạn kiệt năng lực tinh thần rồi. Miêu Ngọc cũng thấp giọng nói, ta còn 300 năng lực tinh thần. Không có năng lực tinh thần thì không thể phóng ra kỹ năng. Ninh Y Y cũng nhẹ giọng nói, ta cũng không khác gì mấy. Tuy kỹ năng của thích khách hao tổn rất ít năng lực tinh thần. Nhưng Ninh Y Y lại phải duy trì trạng thái đánh lén ẩn thân nên năng lực tinh thần cũng nhanh chóng bị hao hụt. Vốn dĩ thuộc tính năng lực tinh thần của nàng không mạnh như chức nghiệp pháp sư vậy nên để chống đỡ đến bây giờ đã không dễ dàng gì. Tưởng đào đào cũng thở hỗn hển, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, Ninh Y Y lắc đầu, hoặc là phần còn lại cứ giao cho mặt ngữ đi, dù sao chúng ta cũng đánh đủ rồi, Cần khảo nghiệm thì cũng đã khảo nghiệm cả rồi. Đoạn Cao giơ tay lên, ta đồng ý, ta đồng ý cả hai tay hai chân. Miêu Ngọc gật gật đầu, dù sao cũng gần đủ rồi. Tưởng Đào Đào nghe đồng đội nói vậy, không khỏi nhìn về phía Lâm Mặc Ngữ, làm phiền Lâm học đệ rồi. Lâm Mặc Ngữ xua tay, không có gì. Vừa nói xong trước người hắn xuất hiện ba con khô lâu chiến sĩ. Chạy về phía trước cùng với tiếng răng rắc Phía trước lại xuất hiện 8 con ma khuyển vực thẳm. Cô lâu chiến sĩ xông lên, giơ tay chém xuống, một con ma khuyển vực thẳm đã bị chém chết tại chỗ. Thuộc tính tứ duy. Đối phó với ma khuyển vực thẳm phiên bản yếu đi chỉ có cấp 27 này. Thực chất chỉ cần một đao một con là được. Ngay cả kỹ năng cũng không cần dùng, trong vòng một giây giết chết một con. Sau đó, không quá một giây, 8 con ma khuyển vực thẳm đã bị chém chết ba người tưởng đào đào cùng quay qua nhìn nhau. Các nàng đã cùng nhau thương lượng về các loại chiến thuật đấu pháp vất vả như vậy. Vậy mà ở trước mặt khô lâu chiến sĩ của Lâm Mặc Ngữ, chỉ cần một đao là đủ. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười đối với các loại chiến thuật của mình. Đây thật sự là người so với người sao, tức chết mất. Ninh y y an ủi, đừng thất vọng, khô lâu của Mặc Ngữ vẫn rất mạnh. Cho dù là ác ma cấp 40 cũng có thể chém chết. Ninh y y an ủi như thế ngược lại còn khiến cho ba người kia càng thêm thương tâm. Đoạn cao kêu lên, đừng để ý đến ta, để ta đi khóc một chút. Có lâm mặt ngữ, tốc độ tiến lên của đội ngũ dĩ nhiên tăng rất nhiều. Điểm số cũng bắt đầu tăng lên một cách nhanh chóng. Lúc này điểm số của mấy đội ngũ xếp ở hàng đầu tiên trong nhóm của bọn họ đã không còn thay đổi nữa. Điểm tích lũy của bọn họ đồng loạt đạt đến 200 điểm cũng tức là bọn họ đã giết chết 200 con ma khuyển vực thẳm. Về phần tại sao lại không có chút động tĩnh gì, rất nhiều người đều có thể đoán được. Bọn họ đã đến thời khắc cuối cùng của cuộc khảo hạch, đó chính là đánh bót. Hiện tại chỉ xem ai có thể đứng đầu. Bót cũng không phải là thứ có thể dễ dàng đối phó. Nó không chỉ khảo nghiệm sự phối hợp của đội ngũ mà còn khảo nghiệm tổng thể năng lực tác chiến của đội ngũ các đội ngũ đã lấy ra tất cả vốn liếng để chinh phục bót. Đám người lâm mặt ngữ cuối cùng cũng đi tới trước mặt bót. Quả nhiên là ma cẩu. Có một cặp cánh, ngoại hình rất giống chó săn. Giống y hệt con ma cẩu mà lâm mặt ngữ đã từng giết. Về phần thuộc tính, lâm mặt ngữ cũng lười xem, vì không cần thiết cho lắm. Ma cẩu mang theo chính con ma khuyển vực thẳm, đứng ở cuối lối đi, chờ đám người lâm mặt ngữ đến tưởng đào đào lại khẩn trương, đây là ác ma vực thẳm sao, y y nói, cái này gọi là ma cẩu vực thẳm nhưng không phải là ma cẩu vực thẳm thật sự. Ma cẩu vực thẳm thật còn lợi hại hơn cả nó. Miêu Ngọc thấp giọng hỏi, Lâm học đệ có thể đánh thắng không, Ninh y y nở nụ cười, hắn đã ấy giết nhiều ma cẩu rồi. Mấy người bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Tưởng đào đào tin lời Ninh y y, không ngờ Lâm học đệ lại lợi hại như vậy lúc này ba con khô lâu chiến sĩ đã vọt tới trước mặt bót cùng lúc đó chính con ma khuyển vực thẳm cũng phát động công kích về phía khô lâu chiến sĩ những chiếc răng nhọn cắn lấy xương cốt khô lâu chiến sĩ một cách vô cùng gắt gao khô lâu chiến sĩ bạo phát kỹ năng hồng quang trên đao chợt lóe lên rồi lập tức giết chết ba con ma khuyển vực thẳm kỹ năng thi thể bạo liệt bùng 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 ba tiếng nổ dữ dội ấy vang lên liên tiếp nhau làm gì còn cái gọi là ma cẩu chứ chỉ còn lại thi thể thôi. Thông qua khảo hạch, thanh âm uy nghiêm vang lên, đoàn người được đưa ra bên ngoài. Tiểu đội lâm mặt ngữ vốn còn xếp hạng mấy trăm, đột nhiên giống như là ngồi trên tên lửa nhỏ, xông thẳng lên đỉnh. Điểm số phía sau đã đạt đến 300 điểm. Tiểu đội lâm mặt ngữ ngồi ở vị trí cao nhất, tên cũng trở nên vô cùng chói mắt. Nơi này cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên đội ngũ bị đào thải vẫn đang tăng lên trên màn sáng, thậm chí còn nhiều hơn so với đội ngũ vượt ải. Xem ra 90% thật sự chỉ là phỏng đoán một cách dè dặt mà thôi. Cuối cùng, ta thấy số đội ngũ có thể vượt qua ải cũng chỉ có khoảng 2.000. Cả giải đấu có hơn 10 vạn đội đăng ký tham gia. Trong đó đội ngũ dưới cấp 40 chiếm khoảng 70%. Cuối cùng, nếu 7 vạn đội ngũ chỉ còn lại 2.000 đội cũng chính là có khoảng 3% tỷ lệ thông qua. 97% đội ngũ thậm chí còn không qua được cuộc thi, thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng đế quốc thần hạ đã nói tuyệt đối sẽ công bằng, vậy nên cũng không có ai hoài nghi điều đó. Trước mắt xem ra, thực lực của đội ngũ có thể vượt qua ải cũng không hề yếu. Rất nhiều người sau khi đi ra đều tìm chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Ở bên trong một đường đại chiến tinh lực và thể lực đều tiêu hao đến mức gần như cạn kiệt. Đợi gần nửa ngày trời, đội ngũ cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua ải. Trên màn sáng to lớn kia không có bất kỳ thay đổi nào nữa. Vòng sơ loại đấu đội kết thúc, một giọng nói uy nghiêm nặng nề vang vọng khắp nơi. Thành tích của vòng sơ loại được công bố phía dưới. Tổng số đội ngũ dự tham gia từ cấp 10 đến cấp 19. Tổng số đội ngũ dự tham gia từ cấp 20 đến cấp 29 Kết quả này không quá so với dự đoán, tỷ lệ thông qua tổng cộng không đến 3%. Những chức nghiệp giả không thông qua, xin mời rời khỏi khu trú quân vào sáng sớm ngày mai. Các chức nghiệp giả thông qua vòng sơ loại, mời sáng sớm ngày mai đến địa điểm thi đấu tập hợp. Buổi chiều sẽ tiến hành thi đấu vòng sơ loại cá nhân, vui lòng tham gia đúng giờ. Sau khi thanh âm vừa dứt liền không có động tĩnh gì, rõ ràng là đã kết thúc rồi. Đi thôi chúng ta đi nghỉ ngơi một lát buổi chiều ta lại tới tham gia thi đấu cá nhân ninh y y kéo cánh tay lâm mặc ngữ vẫn còn sớm chúng ta đi dạo phố nam hồng đi ta còn chưa đi dạo phố nam hồng nữa được lâm mặc ngữ không từ chối dù sao hắn cũng không mệt chút nào lúc nãy cũng chỉ có đi một chút mà thôi còn không tính là làm nóng người nữa tưởng đào đào nói các ngươi đi đi ta mệt chết rồi ta muốn trở về nghỉ ngơi Đoạn Cao và Miêu Ngọc cũng giơ tay đầu hàng, bọn ta cũng trở về nghỉ ngơi đây. Mấy người tưởng đào đào quả thật đã rất vất vả. Dù sao cấp độ cũng quá thấp, ma khuyển vực thẳm kia so với bọn họ thì uy lực khá lớn, vậy nên bọn họ một khắc cũng không dám buông lỏng. Tuy rằng Ninh Y Y cũng rất vất vả nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bọn họ. Ít nhất thì bây giờ nàng vẫn còn có sức kéo lâm mặt ngữ đi dạo phố ở Nam Hồng thành phố nam hồng là siêu đô thị hiếm có của đế quốc thần hạ nhân khẩu vượt qua ngàn vạn trên đường đi có thể nhìn thấy đủ loại chức nghiệp giả ninh y y nói nghe nói trong mấy trăm năm thành phố nam hồng đã nhiều lần bị ác ma vực thẳm tấn công có một lần còn thiếu chút nữa không chịu đựng được mà thất thủ may là có cường giả từ học viện hạ kinh chạy đến đuổi ác ma vực thẳm đi từ giờ trở đi các ngõ ngách của thành phố nam hồng đều sẽ có trận truyền tống cho dù có bị phá đi một hai cái cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến việc thành phố Nam Hồng tìm cứu viện. Ninh Y Y nói về một ít lịch sử của thành phố Nam Hồng. Lâm Mặc Ngữ cũng biết những chuyện này. Những sự kiện lớn xảy ra trong mấy trăm năm gần đây, trong sách giáo khoa lịch sử trung học đều có ghi lại. Trong đó có chuyện thành phố Nam Hồng bị ác ma vực thẳm xâm lấn. Nghe nói lần đó ác ma vực thẳm lẻn đến từ trong đại dương rồi tập kích bất ngờ thành phố Nam Hồng. Đối với thành phố Nam Hồng mà nói thì đây là một tai họa khó có thể tưởng tượng được. Toàn bộ thành phố đều suýt chút nữa là bị hủy diệt, số người thương vong vượt qua trăm vạn. Bởi vì ác ma đã phá hủy trận truyền tống từ trước, dẫn đến việc cứu viện trở nên cực kỳ chậm chạp. Hiện tại, trong thành phố Nam Hồng đã thành lập không dưới trăm tòa trận truyền tống trên khắp các ngõ ngách của các thành phố. Nếu lại phát sinh chuyện tương tự, đội ngũ cứu viện có thể đến bất cứ lúc nào. Đi dạo trong thành phố Nam Hồng cùng với Ninh Y hơn nửa ngày trời. Tuy rằng cái gì cũng không mua nhưng Ninh Y vẫn rất vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn nàng đã giống như một vị công chúa, muốn cái gì có cái đó. Việc mua sắm đối với nàng mà nói đã không còn chút sự hấp dẫn nào. Mấu chốt của việc đi dạo phố không phải mua gì, mà là đi dạo cùng với ai. Kết quả vòng sơ loại buổi sáng vừa được công bố, tỷ lệ thông qua 3% đã làm chấn động toàn thế giới vô số chức nghiệp giả nảy sinh nghi vấn có một số chức nghiệp giả bị đào thải cũng nhao nhao biểu thị là không công bằng đế quốc thần hạ sớm đoán trước được điều này nên đã công khai tất cả tư liệu vào sáng hôm sau thiết lập quái vật sức chống chịu số lượng bóp cuối cùng tất cả thông tin đều được công khai đồng thời cũng nói rõ vì sao thiết kế như thế mục đích của nó là gì khiến cho tất cả mọi người đều phải ngậm miệng lại chỉ cần không phải đồ ngu ngốc thì sẽ có thể xem hiểu ngay lập tức, đế quốc thần hạ muốn tuyển ra đội ngũ ưu tú có năng lực chiến đấu, sự phối hợp, kỹ năng và cả trang bị. Chỉ cần có thể làm được mấy thứ này thì việc thông qua vòng sơ loại cũng không phải là việc khó. Xác suất 3% nhìn thì có vẻ thấp nhưng thật ra đội ngũ thông qua vòng sơ loại đã tạo ra một trang lịch sử. Vào buổi chiều, cuộc thi đấu cá nhân sẽ bắt đầu. Số người đăng ký thi đấu cá nhân ngày càng nhiều, đạt tới con số đáng kinh ngạc là 20 vạn người. Phương thức phân nhóm thi đấu cá nhân giống với thi đấu đội, đều cứ 10 cấp vào một nhóm. So với thi đấu đoàn đội thì thi đấu cá nhân lại còn khiến người ta chú ý hơn. Bởi vì không có đồng đội ràng buộc, có thể dễ dàng phát huy thực lực của bản thân. Không cần phải phối hợp, chỉ cần bản thân cứ đánh một cách quyết đoán. Càng thêm trắng trợn, càng thêm dứt khoát. Có cảm giác từng đấm như đánh thẳng vào da thịt cùng một màn sáng, cùng một sân bãi, không khác gì so với cuộc thi đấu đoàn đội vào buổi sáng. Có người trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Tỷ lệ đào thải chắc lại cao chót vót rồi. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, hơn 20 vạn người báo danh, tỷ lệ đào thải có thể không cao sao, cuối cùng có thể lưu lại 5.000 người đã là không tệ rồi. Không biết sẽ khảo nghiệm dạng gì nữa. Còn phải nói sao, nhất định là chiến đấu rồi chẳng lẽ để một chiến sĩ như ngươi đi trị liệu sao, trong tiếng bàn tán của mọi người, màn sáng sáng lên. Mọi người lần lượt đi vào màn sáng, tiến vào không gian độc lập thuộc về riêng mình. Toàn bộ quá trình đều giống như phó bản. Mỗi người đều tiến vào phó bản của mình, không can thiệp vào chuyện của nhau. Trước khi tiến vào lâm mặt ngữ đã bảo Ninh Y Y quay về trước, coi như đã vượt ải thì cũng phải chờ tất cả người khác vượt qua mới có thể rời đi, cũng không biết phải đợi bao lâu. Ninh y y ừ một tiếng, vậy ngươi cẩn thận một chút nha. Lâm mặt ngữ sờ đầu của nàng. Khi vừa xoay người muốn đi vào màn sáng, bỗng nhiên có một người trắng trước mặt lâm mặt ngữ. Là đường kiến phi, cái tên có thái độ đầy kiêu ngạo vừa mới gặp sáng nay. Đường kiến phi vẫn duy trì sự cao ngạo của hắn ta, đầu ngẩng cao hơn trời. Ta muốn so tài với ngươi, xem ai có thể vượt ải trước. Lâm mặt ngữ nhìn hắn ta một cái rồi nói, đồ não tàn. Nói xong liền nghi người đi qua bên cạnh hắn ta. Đường Kiến Phi nói với Lâm Mặc, ngươi không dám so là do ngươi sợ thua chứ gì? Lâm Mặc ngữ không để ý tới hắn ta mà trực tiếp đi vào màn sáng. Đường Kiến Phi cắn răng, ngươi không so với ta thì ta lại càng muốn so với ngươi, ta nhất định có thể nhanh hơn ngươi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã tiến vào màn sáng, trên màn sáng bắt đầu hiện ra tên của mỗi người. Giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống giết con quỷ sói này một cách vô cùng dứt khoát. Vài giây sau, lại có một con quái vật xuất hiện. Lần này đổi thành quỷ rắn vực thẳm. Cấp độ lại tăng một cấp, đạt tới cấp 31. Đáng tiếc là vẫn không đáng chú ý như trước. Khi mấy con khô lâu xông lên, quỷ rắn chết tại chỗ. Tiếp đến là con thứ tư, con thứ năm, con thứ sáu. Mỗi một lần cấp độ quái vật đều sẽ tăng lên một cấp, thuộc tính cũng theo đó mà tăng lên nhưng đối với lâm mặt ngữ mà nói thì cũng không có gì khác biệt. Mãi cho đến con quái vật thứ bảy, sau khi thằng lằn vực thẳm đạt tới cấp 35 bị lâm mặt ngữ tiêu diệt, khảo hạch cuối cùng cũng kết thúc. Trong tháp vang lên tiếng người nghe rất hùng hồn. Thông qua khảo hạch, hình ảnh vừa di chuyển, lâm mặt ngữ đã ra bên ngoài. Trên màn sáng, tên của hắn rõ ràng xếp hạng thứ nhất. Thì ra chỉ cần tiêu diệt bảy con quái vật là có thể thông qua vòng sơ loại, Xem ra độ khó cũng không cao lắm. Nếu lời này của Lâm Mặc Ngữ bị người khác nghe được, đoán chừng có thể học 3 lít máu. Bảy con quái vật này là do Tháp Thần Hạ mô phỏng ác ma vực thẳm rồi chế tạo ra. Mặc dù thuộc tính cấp độ đều có suy yếu nhưng cũng mạnh hơn quái vật cùng cấp một chút. Hơn nữa kỹ năng gì đó cũng không thay đổi. Cấp độ của con này lại cao hơn con sau một chút. Đây cũng không phải là trận đấu đồng đội dưới tình trạng không có trạng thái, không có trị liệu, muốn đánh cá nhân với quái vật cao hơn mình vài cấp, đây được xem là một thử thách khó nhằn. Tên của Lâm Mặc Ngữ đứng lấp lánh ở phía trên cùng, phía sau tên còn có một con số, 7. Có nghĩa là hắn đã giết xong 7 con quái vật. Mà con số phía sau tên người khác lúc này không phải không thì chính là một, ngay cả một số 2 cũng không có. Người tên Lâm Mặc Ngữ này sao lại đứng đầu rồi? con số phía sau của hắn là bảy đó. Chẳng lẽ là hắn giết xong rồi à, không phải chứ, bây giờ mới bắt đầu có hơn một phút thôi mà, vậy là kết thúc rồi sao, ta nhớ vòng sơ loại đồng đội lúc sáng nay, trong phân nhóm cấp 20, quán quân cũng là tiểu đội lâm mặt ngữ. Ta cũng nhớ, không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Lâm mặt ngữ thông qua vòng sơ loại trong chưa đầy một phút. Trong phút chốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người thành tích của Lâm Mặc Ngữ quá ưu tú, ưu tú đến mức khiến người ta khó có thể so sánh được. Khi hắn đi ra thì người khác vẫn còn đang tranh đấu cùng với con quái vật thứ hai. Đến khi hắn ngồi xuống một cách nhàm chán, cuối cùng cũng có người bắt đầu đánh nhau với quái vật thứ ba. Lúc này mới bắt đầu xuất hiện đào thải. Tỷ lệ đào thải vẫn hết sức kinh người đối với một số chức nghiệp giả có thực lực không quá mạnh mà nói thì việc có thể giết được hai con quái vật đã xem như là rất không tệ rồi đến con thứ ba thì khó mà tiếp tục quái vật bên trong sẽ không chờ đợi ai sau khi giết chết một con nhiều nhất là vài giây sau sẽ có một con quái vật mới xuất hiện mà còn mạnh hơn cũng không có quá nhiều người có thể liên tục giết chết bảy con quái vật có người thậm chí còn phân tích tỷ lệ đào thải của trận đấu cá nhân có lẽ sẽ cao hơn trận đấu đồng đội không ngừng có người bị đào thải tên cũng đã biến thành màu xám cũng không ngừng có người thành công tiêu diệt quái vật số lượng phía sau đang tăng lên lúc này tên của lâm mặc ngữ trông có vẻ cực kỳ lóa mắt hắn vẫn luôn đứng ở nơi cao nhất không ai có thể vượt qua sau nửa giờ cuối cùng cũng có người thứ hai tiêu diệt toàn bộ bảy con quái vật Tên của hắn ta xuất hiện ngay phía dưới tên Lâm Mặc Ngữ. Cùng một hàng, cũng là người có cấp bậc cấp 20. Lâm Mặc Ngữ thấy thế thì cười ha ha, thật đúng là trùng hợp. Người thứ hai tình cờ chính là Đường Kiến Phi. Đường Kiến Phi kiêu ngạo xuất hiện bên ngoài màn sáng. Trải qua một phen chiến đấu, dưới tình huống không có bất cứ sự trợ giúp nào, hắn ta đã thuận lợi vượt ải. Hắn ta kiêu ngạo ngẩng đầu, tràn ngập tự tin liếc mắt nhìn màn sáng sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ta lại xếp thứ hai, tên Lâm Mặc Ngữ một lần nữa đứng trên hắn ta. Hắn ta quay người nhìn thấy Lâm Mặc Ngữ ngồi một bên, dường như đang ngẩn người. Trầm giọng hỏi, ngươi ra ngoài khi nào, Lâm Mặc Ngữ lường hắn một cái, sớm hơn ngươi. Đường kiến phi hừ một tiếng, coi như ngươi may mắn, ta nhất định có thể đánh bại ngươi trên sân thi đấu. Cũng không biết tên này lấy đâu ra tự tin. Đối với loại người này, lâm mặc ngữ không thèm để ý ánh mắt hắn nhìn sang một sân thi đấu vòng sơ loại khác nơi đó là sân thi đấu của các chức nghiệp giả cao cấp hiện giờ cũng đang tiến hành vòng sơ loại trận đấu cá nhân hắn muốn đi xem thử xem có thể tìm được lâm mặc hàm hay không nhưng mà hắn phải chờ vòng sơ loại bên này kết thúc rồi mới có thể qua bên đó lâm mặc ngữ nhắm mắt dưỡng thần yên lặng chờ đợi đào thải càng ngày càng nhiều người qua ải cũng rất ít. Rất nhiều người càng đánh càng chậm. Không ít người đều đánh tới con thứ năm, thậm chí là con thứ sáu mới bị đào thải. Rất đáng tiếc. Cuối cùng, sau khi đợi ròng rã một giờ, người cuối cùng cũng đã bước ra rồi. Màn sáng trong nháy mắt đã được cố định lại, không còn bất kỳ thay đổi nào nữa. Mỗi một nhóm đều có một cái tên đứng đầu. Rõ ràng là chữ giống nhau, vị trí cũng giống nhau như đúc nhưng ở trong mắt người khác, họ luôn cảm thấy Lâm Mặc Ngữ mới là cái tên chói mắt nhất. Giọng điệu nặng nề, uy nghiêm lại vang lên thêm một lần nữa. Vòng sơ loại trận đấu cá nhân đã kết thúc, thành tích vòng sơ loại sẽ được công bố dưới dây. Trận đấu vòng sơ loại đã kết thúc, cuộc so tài chức nghiệp sẽ chính thức được tổ chức vào ngày mai. Vô số người nghe thấy thành tích này đều cảm thấy chết lặng. Tỷ lệ vượt ải chưa tới nổi 2%, đã lập tức đào thải 99% người. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, rốt cuộc đế quốc thần hạ đã bố trí cửa ải như nào. Lại có thể khiến nhiều người như vậy không thể vượt qua vòng sơ loại. Lâm Mặc Ngữ cũng không quan tâm những thứ này. Khoảnh khắc khi vừa tuyên bố vòng sơ loại kết thúc, hắn đã đứng dậy chạy tới một sân thi đấu vòng sơ loại khác. Đến khi chạy đến, vòng sơ loại ở sân thi đấu cao cấp cũng đã kết thúc. Màn sáng vẫn tỏa ra ánh sáng sáng lạng, danh sách thông qua vòng sơ loại vẫn chiếu sáng lấp lánh phía trên. Lâm Mặc Ngữ cẩn thận tìm một lượt, trong danh sách trên ngàn người, cũng không tìm thấy tên của Lâm Mặc Hàm. Có lẽ hứa tỷ tỷ không tham gia trận đấu cá nhân. Hắn khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Bỗng nhiên, cả người hắn giật mình. Trên khuôn mặt trước giờ đều luôn lạnh nhạt giờ đây lại hiện lên vẻ kích động chưa từng có. Toàn thân đều đang run rẩy. Cách đó không xa, bóng người cao gầy thon thả như đón lấy ánh chiều tà, chiếm hết toàn bộ thế giới. Nàng ấy khẽ cười duyên. Trong vẻ dịu dàng có ẩn chứa khí thế hào hùng. Như hoa mai giữa gió rét, hương thơm theo gió thổi đến. Tiểu ngữ. Nàng ấy nở nụ cười, giọng nói trong vắt vang vọng. Lâm mặt ngữ ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh lâm mặt hàm, ôm lấy nàng ấy. Tỷ tỷ, tất cả mong nhớ, tất cả cảm xúc, đều tan trong một tiếng gọi này. Không chỉ có lâm mặt ngữ kích động, lâm mặt hàm cũng giống như thế. Nước mắt bên khóe mắt âm thầm rơi xuống, tình cảm mong nhớ khó mà có thể kìm nén được. Ánh chiều tà chiếu qua mặt biển rồi rọi tới, chiếu lên trên người cả hai giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Lâm mặt hàm vung tay một chút, tiểu ngữ, đệ lại cao lên rồi. Tỷ tỷ còn nhớ một năm trước đệ vẫn chưa cao hơn tỷ bao nhiêu mà. Gián người lâm mặt hàm cao gầy, cao hơn 1m75. Lâm mặt ngữ cao 1m85 vậy nên khi so sánh thì vẫn có chút chênh lệch. Đây là lần đầu tiên lâm mặt ngữ có thể thư giãn như vậy khi đối mặt với tỷ tỷ của mình. Trên mặt cũng có thêm không ít nụ cười. Hai người ngồi kề vai nhau, cùng trò chuyện dưới ánh chiều tà. Lâm mặt ngữ vẫn không nói nhiều, chủ yếu là lâm mặt hàm nói. Nói từng ly từng tí những gì đã trải qua trong hơn một năm này. Lâm Mặc Ngữ phát hiện ra tỷ tỷ hình như vẫn luôn chú ý tới bản thân. Bản thân trở thành thủ khoa toàn quốc, thi vào học viện Hạ Kinh, tỷ ấy đều biết cả. Nhưng vì sao tỷ tỷ không đến tìm mình chứ? Lâm Mặc Hàm trả lời là không tiện. Cũng không nói tỉ mỉ cụ thể mọi chuyện. Lâm Mặc Hàm cười, đệ vẫn ít nói như vậy, cứ thế này thì làm sao có bạn gái chứ? Trong học viện Hạ Kinh có không ít cô nương tốt, đệ phải nắm chắc cơ hội đấy nhé. Lâm Mặc Ngữ mỉm cười nói, "Tỷ tỷ, sao tỷ biết đệ sẽ tới đây?" Lâm Mặc Hàm nở nụ cười ngọt ngào, bởi vì tỷ là tỷ tỷ của đệ mà, đương nhiên có thể đoán được rồi. Lâm Mặc Hàm quả thực đoán được Lâm Mặc Ngữ sẽ tới, nên đã chờ ở đây từ sớm. Tiếng bước chân vang lên. Có ai đó đang đi tới? Có bốn người đi tới, bọn hắn đều mặc quần áo của học viện Hạ Kinh, trên ống tay áo và cổ áo của mỗi người đều có ký hiệu đặc biệt lâm mặc ngữ biết ký hiệu này là ký hiệu của học viện sáng thần lâm học muội vị này là người dẫn đầu mở miệng hỏi đồng thời nhìn về phía lâm mặc ngữ trong ánh mắt lộ ra khí thế áp bách cũng không phải là cố tình mà chỉ là tự nhiên phát ra người của học viện sáng thần ai cũng đều là thiên tài đứng đầu khí chất không giống người bình thường cũng là chuyện rất bình thường lâm mặc hàm đứng lên đây là đệ đệ của ta lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ gật đầu với hắn ta xin chào thì ra là đệ đệ của tiểu hàm thái độ của người kia đối với lâm mặc ngữ rõ ràng đã có sự thay đổi lâm mặc hàm nói học trưởng các ngươi đi về trước đi ta và đệ đệ nói chuyện thêm một chút được rồi vậy ngươi nhớ quay về sớm một chút ngày mai sẽ bắt đầu thi đấu chúng ta còn phải thương lượng chiến thuật nữa người kia đồng ý rất thoải mái sau đó lại nhìn lâm mặc ngữ thêm chút khi nhìn thấy huy hiệu quân nhân trên vai lâm mặc ngữ trong mắt lóe lên một tia sáng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hắn ta đã quan sát lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ cũng quan sát hắn ta ở trên vai của hắn ta cũng có huy hiệu quân nhân huy hiệu thiếu úy màu bạc một sao kém bản thân một sao sau khi hắn ta đi lâm mặc ngữ hỏi bọn họ là đội viên cùng thi đấu với tỷ lần này sao lâm mặc hàm gật đầu phải, mấy người đó đều là thiên tài đứng đầu của học viện Sáng Thần, đều rất lợi hại. Lâm Mặc Ngữ cười nói, để cảm thấy tỷ tỷ mới lợi hại, vừa mới tiến vào học viện mấy tháng đã gia nhập học viện Sáng Thần, hiện giờ chắc tỷ đã tới cấp 40 rồi nhỉ. Lâm Mặc Hàm khẽ nói, tỷ tỷ và bọn họ không giống nhau lắm. Thật ra, Lâm Mặc Ngữ cũng cảm thấy không giống. Mấy người bọn hắn nhìn thì có vẻ như đều là thiên tài đứng đầu, rất lợi hại thế nhưng so với lâm mặt hàm thì dường như lại chênh lệch một chút đây là cảm giác của lâm mặt ngữ tỷ tỷ rốt cuộc chức nghiệp của tỷ là gì sao lại luyện cấp nhanh như vậy lâm mặt ngữ vẫn luôn rất tò mò rốt cuộc lâm mặt hàm có chức nghiệp gì vì sao tốc độ thăng cấp lại nhanh như vậy trước kia khi bản thân còn chưa chuyển chức nghiệp lâm mặt hàm cũng chưa từng nói hai người lại ngồi xuống một lần nữa nhìn mặt trời đang từ từ hạ xuống mặt biển lâm mặt hàm nói khẽ lúc tỷ vừa thức tỉnh chức nghiệp là lưỡi kiếm võ giả chức nghiệp cấp huyền thoại hiện giờ tỷ đã may mắn hoàn thành thăng hoa chức nghiệp chức nghiệp biến thành thánh kiếm võ giả trong lòng lâm mặt ngữ vô cùng chấn động không ngờ tỷ lại hoàn thành thăng hoa chức nghiệp đây cũng không phải là chuyện may mắn hay không may mắn thăng hoa chức nghiệp từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình quá trình như nào hoàn toàn không quan trọng quan trọng là kết quả. Lâm Mặc Hàm nói tiếp, tỷ tỷ thăng cấp nhanh là bởi vì thiên phú của tỷ, tốc độ thăng cấp của tỷ cao hơn chức nghiệp giả khác gấp 10 lần. Mà sau khi thăng hoa chuyển chức nghiệp, thiên phú cũng được tăng cường thêm, tốc độ thăng cấp lại càng nhanh hơn. Cuối cùng Lâm Mặc Ngữ cũng biết vì sao tỷ tỷ mình lại thăng cấp nhanh như vậy. Trước đó hắn cũng từng hoài nghi, chỉ là không thể nào khẳng định. Thật sự là do ảnh hưởng của thiên phú. Thiên phú vốn dĩ rất khó thức tỉnh, đồng thời cũng có ngàn vạn loại thiên phú, loại thiên phú gì cũng có. Có một số thiên phú rất mạnh, có một số thiên phú lại rất rắc rối. Có thể thức tỉnh thiên phú, đồng thời nhận được thiên phú tốt, những chức nghiệp giả này đều là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một người. Tốc độ thăng cấp của tỷ tỷ gấp 10 lần chức nghiệp giả khác, không thể không nói, loại thiên phú này rất mạnh. Chỉ cần nàng có thể luôn thăng cấp lên dù chức nghiệp của bản thân hơi yếu thì cũng có thể dùng ưu thế cấp độ để áp chế đối phương. Giai đoạn sau, chỉ chênh lệch một cấp thì chênh lệch thuộc tính cũng cực kỳ to lớn. Hơn nữa, chức nghiệp cấp huyền thoại còn có thể yếu sao, cộng thêm việc đã từng trải qua thăng hoa chức nghiệp biến thành chức nghiệp cấp huyền thoại trung đẳng. Chắc chắn lại càng mạnh hơn. Lâm Mặc Hàm nói, lão sư của tỷ tỷ có yêu cầu rất nghiêm khắc với tỷ. Tỷ tỷ vẫn luôn luyện cấp, cũng không có thời gian tới tìm đệ. Tin tức liên quan tới đệ cũng là do lão sư nói cho tỷ biết. Không ngờ tiểu ngữ lại trở thành thủ khoa toàn quốc, tuyệt thật đấy, trong học viện chắc hẳn có rất nhiều cô nương thích đệ nhỉ, chỉ là do đệ nói ít quá thôi. Mau tìm một cô nương rồi sinh một đứa bé mập mạp đi. Lâm mặt hàm càng nói càng quá trớn. Tỷ tỷ nhà chúng ta chính là như vậy, có lúc chững chặt đàng hoàng nhưng treo đùa cũng không kém cạnh. Hai người hàng huyên rất lâu, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối xuống. Lâm Mặc Hàm từ từ đứng dậy. Tiểu Ngữ, tỷ tỷ phải về rồi. Sau khi thi đấu, theo sự sắp xếp của lão sư, tỷ tỷ còn phải tới nơi khác thí luyện. Có lẽ sắp tới sẽ lại không thể gặp Tiểu Ngữ trong một thời gian rất dài rồi. Lâm Mặc Ngữ nghe vậy, hơi ngửa đầu, chờ đệ gia nhập học viện sáng thần, đệ sẽ tới tìm tỷ. Lâm Mặc Hàm nhẽn miệng cười. Được, tỷ tỷ chờ Tiểu Ngữ tới. Bỗng nhiên nàng lại nói lời nghe rất thấm thiết tiểu ngữ à nhớ phải nhanh chóng tìm bạn gái rồi sinh một thằng nhóc mập mạp đi nhé cảm giác tỉ tỉ như mẫu thân vậy mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển bóng tối bao phủ mặt đất một lần nữa lâm mặt ngữ quay lại khu trú quân thì nhìn thấy ninh y đang ngồi trước phòng ngửa đầu nhìn lên bầu trời miệng lẩm bẩm giống như đang đếm sao lại gần nghe thấy mới phát hiện cũng không phải vậy mặt ngữ chết tiệt mặt ngữ thối tha vẫn chưa quay về ngươi quay về ta sẽ cắn chết ngươi cắn tay trước rồi cắn cổ cuối cùng cắn dáng vẻ hung dữ của ninh y vô cùng đáng yêu lâm mặc ngữ lặng lẽ đi đến bên cạnh nhỏ giọng cười nói cuối cùng ngươi cắn ta cái gì a à, ninh y y kinh ngạc hét lên một tiếng khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng lên không ngờ mấy lời linh tinh của mình lại bị lâm mặc ngữ nghe thấy ninh y y vội vàng quay đầu đi muốn nói sang chuyện khác đôi mắt to của nàng sáng lên, nàng phát hiện dường như hôm nay lâm mặt ngữ hơi khác. Không biết nên hình dung như thế nào, giống như có thêm sức sống. Sau đó nàng đoán. Mặt ngữ, có phải hôm nay ngươi tìm được tỷ tỷ rồi không? Ninh y y chớp đôi mắt to nhìn lâm mặt ngữ. Lâm mặt ngữ biết Ninh y y rất thông minh, chỉ là không ngờ lại thông minh như vậy, sao ngươi đoán được, thật sự tìm được rồi sao? Ninh y y ngạc nhiên mừng rỡ dường như chuyện lâm mặt ngữ tìm được tỷ tỷ còn vui vẻ hơn chính nàng tìm được. Lâm mặt ngữ cười, tìm được rồi, ta trò chuyện với tỷ ấy nên mới về muộn. Nói ta nghe một chút xem làm sao mà tìm được đi. Ninh y y kéo lâm mặt ngữ ngồi xuống bên cạnh. Lâm mặt ngữ nói lại mọi chuyện một lần. Đến tối, đế quốc thần hạ công bố tiêu chuẩn vòng sơ loại trận đấu cá nhân. Tất cả mọi người xem xong thì đều im lặng không thể không nói rằng tiêu chuẩn của đế quốc thần hạ rất cao. Chức nghiệp giả thông thường tuyệt nhiên không thể thông qua. Người có thể thông qua đều là chức nghiệp giả vô cùng ưu tú. Những người này có thể trổ hết tài năng từ trong số hai mươi mấy vạn người đăng ký, đã chứng minh sự ưu tú của họ. Ngoại trừ chuyện đó, còn có một chủ đề thảo luận rất lớn, đó chính là về lâm mặt ngữ. Mọi người đều muốn biết lâm mặt ngữ hoàn thành vòng sơ loại trong một phút như thế nào nhanh hơn người đứng thứ hai rất nhiều lần. Đế quốc thần hạ cũng không phản hồi vấn đề này. Mọi người chỉ có thể chờ mong được tận mắt xem biểu hiện của Lâm Mặc Ngữ trong trận đấu sau đó. Vừa rạng sáng hôm sau, cuộc so tài chức nghiệp lần thứ 100 chính thức bắt đầu. Màn sáng bao phủ toàn bộ hội trường thi đấu đã biến mất. Từng võ đài khổng lồ xuất hiện trong mắt mọi người. Khu vực thi đấu của chức nghiệp giả cấp thấp từ cấp 40 trở xuống lại được chia thành 3 khu mỗi khu ứng với các nhóm khác nhau. Các khu vực nhóm cấp 10, nhóm cấp 20, nhóm cấp 30. Trong khu vực mỗi nhóm lại có 10 võ đài, có thể tiến hành 30 trận đấu cùng một lúc. Mỗi võ đài đều có trận pháp bao phủ. Đảm bảo sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Còn có đông đảo trị liệu sư ở một bên chờ lệnh bất cứ lúc nào, dù thiếu cánh tay, gãy cái chân, cũng có thể khiến ngươi mọc lại ngay lập tức. Biện pháp an toàn được thực hiện tối đa, để các chức nghiệp giả có thể hoàn toàn liều mạng đánh cược một lần. Đây mới chỉ là khu vực từ cấp 40 trở xuống, còn có khu vực tương ứng với chức nghiệp giả cao cấp, có quy cách cao hơn. Có người nhìn thấy mấy vị trị liệu sư cao cấp trên cấp 70 lơ lửng trên không trung, chuẩn bị sẵn sàng ra tay cứu chữa bất cứ lúc nào. Đúng là ra tay hào phóng, đế quốc thần hạ không hổ là cường quốc, ra tay hào phóng, hoàn toàn không phải cấp bậc mà một số nước nhỏ có thể sánh bằng hình như những võ đài này đều được xây ở trên biển dời núi lấp biển thật sự không tầm thường thấy chưa đây chính là thần hạ to lớn của ta bồng tử bé anh đào nhỏ gì đó đều phải đứng sang một bên đúng 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 còn cả a tam ca thích nhảy tới nhảy lui kia nữa tất cả cút xa ra độ hào phóng của đế quốc thần hạ khiến người đời kinh ngạc chấn động ngoại trừ thần hạ thì dường như không có quốc gia nào khác trên toàn thế giới có thể làm được đến mức này Quy tắc thi đấu vô cùng đơn giản, quyết đấu 2-2. Người thắng thì thăng cấp, kẻ thua bị đào thải. Không quan tâm điểm tích lũy, chỉ phân thắng bại. Cơ hội chỉ có một. Đế quốc thần hạ cũng đang nói cho tất cả chức nghiệp giả biết, một khi lên chiến trường, tiến vào phó bản, đối mặt với ác ma, đối mặt với quái vật, sinh mệnh chỉ có một. Sau khi tuyên bố quy tắc xong, tất cả đội ngũ đều phái người ra rút thăm. Tưởng đào đào đại diện cả đội lên rút thăm. Chúng ta là số 512, ở chính giữa. Tổng cộng có 1024 đội ngũ nhóm cấp 20 thông qua vòng sơ loại. Tưởng đào đào rút được số ở giữa. Căn cứ theo quy tắc, đối thủ trận đầu tiên của bọn hắn là đội số 513. Động tác của các chức nghiệp giả rất nhanh, chỉ 10 phút đã hoàn thành rút thăm. Võ đài lập tức mở ra, trận pháp nổ vang từng đội ngũ đi lên võ đài theo số thứ tự của mình. Tưởng đào đào nói, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến mấy đội ngũ sau. Trong đó có một đội ngũ đến từ Phạm Đế Thánh Vực, số 924, đến từ Thánh Đốc Giáo. Chức nghiệp giả trong mấy đội ngũ này đều là chức nghiệp giả từ cấp 29, mà trang bị cũng dùng trang bị màu bạc cao cấp, chiến lực rất mạnh. Hôm qua sau khi tưởng đào đào quay về thì cũng không ngừng lại, đã thăm dò được tình hình của mấy đội ngũ này nàng ta gọi mấy người đến thương lượng chiến thuật lâm mặc ngữ trực tiếp bị bỏ qua dựa theo lời các nàng ta nói thì trước tiên cứ để các nàng ta đánh nếu các nàng ta không đánh được thì lâm mặc ngữ ra tay không thì không có ý nghĩa gì mấy khô lâu xông lên ken kết mấy lần chiến đấu kết thúc lâm mặc ngữ cũng tùy các nàng ta thích giày vò như nào thì giày vò như thế đấy thi đấu chức nghiệp giả được tiến hành rất nhanh Mấy phút là hết một trận. Đế quốc thần hạ phái lượng lớn nhân viên tới duy trì trật tự, dưới mỗi võ đài đều có trọng tài. Cam đoan trận đấu chắc chắn công bằng. Trong trận đấu không cho phép sử dụng bất cứ đạo cụ gì nhưng có thể mặc trang bị tự mình có. Đoạn Cao chạy nhanh tới, ta nghe được, ta nghe được rồi. Đội ngũ số 513 đến từ học viện Tây Nam, đội trưởng tên là Lạc Diệu, là một nữ kỵ sĩ giống như đào tỷ, cấp 27. Tưởng Đào Đào hỏi, còn gì nữa, còn có hai hỗ trợ, cung thủ và pháp sư. Tưởng Đào Đào truy hỏi, cấp độ, chức nghiệp cụ thể. Phụ trợ và hỗ trợ cũng có khác biệt rất lớn. Tiên tri là hỗ trợ, trưởng lão là hỗ trợ, giáo chủ cũng là hỗ trợ. Dù đều là trưởng lão thì cũng có phân chia tinh linh trưởng lão, nguyên tố trưởng lão, tịch lâm trưởng lão vân vân. Chỉ gọi chung là trưởng lão mà thôi. Kỵ sĩ cũng giống như vậy tưởng đào đào là kỵ sĩ bóng ma, còn có kiếm thuẫn kỵ sĩ, đầm lầy kỵ sĩ, vân vân. Chức nghiệp rất nhiều, cũng có phần khác biệt, dẫn đến có thể phán đoán sai lầm. Chớ nói chi là cung thủ là cung thủ gì, pháp sư lại là pháp sư gì. Còn có tin tức cấp độ, tin tức trang bị, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Dưới tình huống lâm mặt ngữ không ra tay, bọn họ chỉ có bốn người, cấp độ bình quân cũng không cao nhân số thua kém nếu như chiến thuật lại xuất hiện sai lầm vậy thì cũng không cần đánh nữa đối mặt với sự truy hỏi của tưởng đào đào mặt đoạn cao lập tức biến thành mướp đắng khúng đúng nói không thăm dò được miêu ngọc hỏi nữ kỵ sĩ tên lạc diệu kia rất xinh đẹp đúng không đoạn cao không suy nghĩ mà bật thốt cũng không tệ lắm a à, giữa tiếng kêu gào thê thảm một lỗ tai của đoạn cao bị miêu ngọc véo chặt một cách tàn nhẫn khó trách không nghe ngóng được thì ra là bị mê hoặc đau 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 không xinh đẹp bằng ngươi không xinh đẹp bằng ngươi đoạn cao kêu trên liên tục tưởng đào đào trầm giọng nói tiểu ngọc buông tay đi loại tin tức này quả thực không dễ dàng thăm dò được tới tham gia thi đấu chắc chắn đều đeo huy hiệu che giấu cấp độ của chúng ta không khác nhau mấy thuộc dò thám cũng vô dụng tiểu cao có thể nghe ngóng được những tin tức này đã không tệ rồi chúng ta thương lượng đối sách theo những tin tức này đi. Lúc này Miêu Ngọc mới bỏ qua cho đoạn cao, hừ, để mặc đào tử tỷ tha cho ngươi lần này. Ninh y y hì hì cười nói, chúng ta cứ đánh thử xem, cố hết sức là được rồi. Nếu thực sự không đánh lại thì còn có mặt ngữ ở đây. Ăn ngay nói thật, đánh không lại thì còn có con bài tẩy cuối cùng là lâm mặt ngữ. Các nàng ta có thể tùy ý phát huy, tùy ý chơi từng màn sáng to lớn xuất hiện ở giữa không trung, có thể nhìn thấy tin tức phía trên 360 độ không góc chết. Trên màn sáng sẽ chiếu ra tin tức của mỗi một chức nghiệp giả trên võ đài. Hiểu rõ tin tức, quan sát người khác thi đấu, từ đó cũng có thể học được không ít. Từng cuộc thi đấu liên tục tiến hành không ngừng, từng đội ngũ hoặc thăng cấp hoặc bị đào thải, tốc độ rất nhanh. Thậm chí có một số đội ngũ phân được thắng bại chỉ trong vòng một phút, có thể thấy được thực lực cách biệt cực kỳ lớn. Tới gần trưa, cuối cùng cũng đến lượt tiểu đội của Lâm Mặc Ngữ. Mấy người leo lên võ đài, đồng thời đội đối thủ 513 của bọn hắn cũng đi tới. Một kỵ sĩ, hai phụ trợ, một cung thủ, một pháp sư. Tổ hợp vô cùng tiêu chuẩn. Cũng là tổ hợp của phần lớn các đội ngũ. Khi bọn hắn lên võ đài thì cùng lúc đó tin tức của đội ngũ cũng hiện ra trên màn sáng lớn người tin tường lập tức thấy tên Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ, cấp 27, tử linh pháp sư, ta chưa từng nghe qua chức nghiệp này, mới xuất hiện sao, xem ra tử linh pháp sư hẳn là chức nghiệp pháp sư đệ nhất, hơn nữa còn rất mạnh. Chắc chắn rất mạnh, xem biểu hiện của hắn trước đó là biết. Tên của Lâm Mặc Ngữ rất khiến người ta chú ý, lúc trước hắn biểu hiện quá mạnh mẽ. Trận đấu cá nhân xuất sắc như thế lại khiến người ta liên tưởng đến thi đấu tập thể trước đó. Rất nhiều người cho rằng đồng đội của Lâm Mặc Ngữ có thể đột nhiên đạt được vị trí thứ nhất cũng là công lao của Lâm Mặc Ngữ. Trên võ đài, hai đội ngũ đứng ở hai bên, cách xa nhau 20 mét. Tưởng Đào Đào và người tên là Lạc Diệu bên phía đối phương đều là kỵ sĩ bày ra tư thế chiến đấu. Hai kỵ sĩ nhìn thẳng vào nhau, nhìn đối phương chầm chầm. Hai người hừng hực ý chí chiến đấu. Lạc Diệu cấp 27, cao hơn Tưởng Đào Đào 3 cấp. Nhưng từ cấp 30 trở xuống, cách biệt 3 cấp cũng không tạo ra khác biệt mang tính nghiền ép. Tưởng Đào Đào cũng không sợ nàng ta. Đối phương cũng biết cao hơn 3 cấp không thể quyết định thắng bại, cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Ngoại trừ Lâm Mặc Ngữ thì những người khác cũng đều đã chuẩn bị xong. Chỉ có Lâm Mặc Ngữ là lui về phía sau mấy bước, tùy ý đứng đấy không hề có ý định chiến đấu. Đây cũng là chuyện mà mấy người đã thương lượng, hắn không cần ra tay từ đầu. Nếu quả thật đánh không lại thì hắn ra tay cũng không muộn. Sau một tiếng va nhỏ, thi đấu chính thức bắt đầu. Đoạn cao phóng thích kỹ năng ngay lập tức, ưu tiên thêm trạng thái cho tưởng đào đào. Tưởng đào đào khẽ kêu một tiếng, phát động kỹ năng công kích, cấp tốc xông ra. Lạc diệu đối diện cũng thế, mở rộng toàn thân phát động kỹ năng công kích. Kỹ năng công kích là kỹ năng mà kỵ sĩ hay dùng nhất. Dưới kỹ năng công kích, dịch chuyển tức thời một cái là qua khoảng cách 20 mét. Ngay khi hai người phát động kỹ năng công kích, Miêu Ngọc cũng đồng thời phát động kỹ năng. Kỹ năng, phong chi trói buộc, Lạc Diệu đang công kích thì bỗng dừng lại, kỹ năng công kích bị đánh gãy bởi phong chi trói buộc, tư thế công kích nháy mắt bị cản trở, cả người mất trọng tâm. Kỹ năng này của Miêu Ngọc dùng rất đúng lúc. Ngay khi Lạc Diệu chịu ảnh hưởng, tưởng đào đào cùng kỹ năng công kích của mình lao đến. Lạc Diệu phát ra tiếng kêu yêu kiều, phịch một tiếng, nàng ta mất đi trọng tâm bị đánh bật ra sau kỹ năng công kích của tưởng đào đào không hề dừng lại hùng hổ tiến vào đội ngũ của đối phương hiển nhiên đối phương không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy trạng thái tiên tri vẫn chưa tăng đủ kỵ sĩ của mình đã bị hất bay kỵ sĩ của đối phương lao tới kỹ năng khiêu khích diện rộng tưởng đào đào phát động kỹ năng thứ hai trong trạng thái công kích kỹ năng khiêu khích được phát động cưỡng chế thu hút sự chú ý của đối phương lên bản thân không ai chú ý tới ninh y giờ đã biến mất ở trên chiến trường cũng không ai chú ý tới trạng thái của đoạn cao không hề cho tưởng đào đào mà là thêm cho ninh y còn lại gia tăng bốn trạng thái sức mạnh linh hoạt tốc độ công kích và sức tấn công cho ninh y với tốc độ nhanh nhất mãi đến khi ninh y biến mất đoạn cao mới quay lại thêm trạng thái cho tưởng đào đào bốn người đối phương đều bị phương pháp chiến đấu đánh tới bất ngờ che mắt khi cung tiễn thủ và pháp sư phản ứng lại tưởng đào đào đã gần ngay trước mắt một thanh trường kiếm kỵ sĩ chém tới với ánh sáng lạnh lẽo. Ánh sáng xanh nhấp nháy, trên người Pháp sư xuất hiện khiên ma Pháp, chặn nhát kiếm của tưởng đào đào lại. Cung tiễn thủ nhanh chóng lui về phía sau vài bước để kéo ra khoảng cách, một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ cung tiễn. Nhất liên tam châu, một mũi tên hóa thành ba mũi tên bắn thẳng tới chỗ tưởng đào đào. Tưởng đào đào dơ khiên lên trắng, không tiếp tục dây dưa với Pháp sư, cũng không đuổi theo cung tiễn thủ, trở tay chém một nhát kiếm về trưởng lão ở bên cạnh. Rút lui, tiếng hét vang lên, lạc diệu lại lao tới lần nữa. Nàng ta đã thoát khỏi kỹ năng trói buộc của miêu ngọc. Kỹ năng, khiêu khích, lạc diệu phát động kỹ năng, cưỡng chế thu hút sự chú ý của tưởng đào đào lên người mình. Pháp sư thi triển kỹ năng, một quả cầu lửa bay về phía tưởng đào đào. Phịch một tiếng, quả cầu lửa nổ tung, mặc dù tưởng đào đào đã dùng khiên trắng nhưng vẫn kêu lên và chịu xung kích một luồng thuật trị liệu dán xuống người tưởng đào đào, lần đầu tiên miêu ngọc trị liệu cho nàng. Tưởng đào đào rơi vào vòng vây. Kỵ sĩ vây hãm, cung tiễn thủ và pháp sư tấn công từ xa, tình hình của tưởng đào đào vô cùng nguy cấp. Sức mạnh bạo phát của kỵ sĩ không lớn, đối phương có trưởng lão làm trị liệu, tưởng đào đào không thể nào xử lý đối thủ. Xem chừng tưởng đào đào đã rơi vào nguy hiểm. Nhưng không ai chú ý tới hướng đi của Ninh Y, tưởng đào đào giao chiến với Lạc Diệu, dù kém bốn cấp cũng không chút sợ hãi, ngược lại khí thế còn áp đảo lạc diều. Nàng nhận công kích kép từ cung tiễn thủ và pháp sư cùng một lúc, Miêu Ngọc không ngừng thi triển thuật trị liệu ở phía sau. Cứ như vậy, áp lực đối với Miêu Ngọc vô cùng lớn. Năng lực tinh thần hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Trưởng lão của đối phương cũng đang thi triển thuật trị liệu, trong nàng thoải mái hơn nhiều so với Miêu Ngọc. Đột nhiên, cả người nàng bỗng khựng lại, đau đớn tột cùng. Giây tiếp theo, nàng đã biến mất khỏi võ đài và xuất hiện dưới võ đài. Nàng đã chết, bị giết trong nháy mắt. Có trận pháp bảo vệ, sau khi chịu công kích chí mạng sẽ không chết thật mà sẽ bị truyền tống xuống võ đài. Hai vết thương cực lớn trên người vẫn tồn tại, đau đớn tột cùng. Giây tiếp theo, vài lùng thuật trị liệu mạnh mẽ dán xuống nàng. Miệng vết thương nhanh chóng phục hồi, cơn đau cũng biến mất theo. Ninh y không được ai chú ý, im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng trị liệu sư của đối phương liên tiếp kích hoạt hai lần kỹ năng bùng nổ trực tiếp đưa nàng ta rời khỏi võ đài cẩn thận thích khách của các nàng ta cung tiễn thủ la lên một tiếng phát động kỹ năng mắt ưng nhìn thấy ninh y trong trạng thái ẩn thân vèo vèo những mũi tên nhọn bắn về phía ninh y động tác của ninh y trong trạng thái ẩn thân không hề nhanh như bình thường đối mặt với mũi tên nhọn lao vút tới chỉ có thể giải trừ trạng thái ẩn thân tuy nhiên ninh y không lùi về sau mà trực tiếp lao vào tấn công lạc diệu đội ngũ của bọn họ không có trưởng lão không có trị liệu sư một khi bị thương sẽ không có cách nào trị liệu khả năng tiếp tục chiến đấu giảm xuống gấp bội mà lúc này tưởng đào đào không ngừng nhận được trị liệu sức chiến đấu không hề giảm đi giờ đây lạc diệu rất sốt ruột xử lý trị liệu sư của bọn họ cùng tiển thủ và pháp sư tấn công cùng lúc về phía miêu ngọc đoạn cao tỏ vẻ đã chuẩn bị từ lâu, đột nhiên lấy ra một tấm khiên thật lớn. Tấm chắn dựng trên mặt đất, cao quá 1 mét 5 Thuộc tính gì đó không quan trọng, hắn có thể làm cho động đậy hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nó lớn. Đoạn cao dơ tấm khiên, che chở miêu ngọc sau lưng. Các đòn tấn công đập vào tấm khiên, đoạn cao lập tức kêu thảm thiết liên hồi, muốn khoa trương bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Tấm khiên không có khả năng chặn mọi sát thương. Thế nên đoạn cao mới cấp 21 với thuộc tính kém cỏi cũng lập tức phải gánh chịu thương tích không nhỏ. Sau khi Miêu Ngọc thi triển thuật trị liệu cho Tưởng Đào Đào, xoay người lại thi triển thuật trị liệu cho Đoạn Cao. Kiên trì thêm chút, Miêu Ngọc thấp giọng nói. Đoạn Cao cắn răng, "Yên tâm đi, chịu đựng được, chỉ cần trị liệu sư không chết, sự an toàn của đội ngũ vẫn sẽ được bảo đảm." Cũng chính bởi vậy, chiến lược mà nhóm Tưởng Đào Đào bàn bạc chính là xử lý trị liệu sư của đối phương trước tiên. Ninh Y là thích khách, cảm giác tồn tại ít, khi phát động tấn công bất ngờ hoàn toàn có thể giết chết trị liệu sư của đối phương. Sự thật chứng minh hiệu quả vô cùng tốt. Nhóm tưởng đào đào đã chiếm thế chủ động. Trong mắt Lâm Mặc Ngữ biết trận thi đấu này 89 phần sẽ chiến thắng. Có lẽ đối phương không có kinh nghiệm chiến đấu với các chức nghiệp giả khác. Như thế này chỉ có thể đánh phó bản, kinh nghiệm thực chiến quá kém. Phòng thủ tối đa, bị tưởng đào đào và ninh y vây đánh, cuối cùng lạc diệu cũng không thể kiên trì tiếp mở ra phòng thủ tối đa vào khoảnh khắc nàng ta mở phòng thủ tối đa tưởng đào đào thay đổi mục tiêu phát động kỹ năng công kích trong nháy mắt đi tới trước mặt pháp sư kỹ năng thuận kích kỹ năng kỵ sĩ thập tự trảm kỹ năng kỵ sĩ liên trảm dưới sự bộc phát không ngừng nghỉ của các kỹ năng chớp mắt đã kéo công suất đầu ra lên mức tối đa chỉ vỏn vẹn một giây trong ánh mắt khiếp sợ của pháp sư khi ma pháp vỡ nát như pha lê ninh y cũng đúng lúc xuất hiện ở phía sau pháp sư thời gian hồi kỹ năng đã kết thúc kỹ năng một kích chí mạng kỹ năng bạo phá nội thể hai kỹ năng đồng thời được phát động một phát sát thương mạnh mẽ theo tiếng hết thảm pháp sư biến mất khỏi võ đài và đi xuống bên dưới võ đài đánh tới lúc này thắng bại đã rõ trận chiến trước sau chỉ kéo dài trong hai phút kết quả đã được phân định tiểu đội của lâm mặc ngữ thuận lợi thăng cấp mọi người đều cực kỳ vui vẻ, Ninh Y phấn khích nhảy cẩn lên, thắng rồi, tưởng đào đào cũng siết chặt tay, thắng rồi, chiến thuật xuất sắc, thắng lợi là lẽ đương nhiên. Những người quan tâm tới trận đấu này thi nhau cảm thấy thất vọng. Lâm mặt ngữ, vậy mà hắn lại không nhúc nhích bốn đánh năm cũng có thể thắng, chết tiệt, bên đối phương cũng cùi bắp quá đi. Thua ở kinh nghiệm chưa đủ, bình thường đối phương đánh phó bản thành thói quen, không có kinh nghiệm đối đầu với chức nghiệp giả nha còn chẳng phải thế, mới bắt đầu trận đấu mà trị liệu sư đã bị hạ gục, vậy thì còn đánh đấm gì nữa chứ? Đáng tiếc, không thể thấy Lâm Mặc Ngữ ra tay, cũng không biết rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào. Không phải vội, ngày mai vẫn còn thi đấu mà, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tay. Đối với Lâm Mặc Ngữ mà nói, trận đấu hôm nay đã kết thúc. Trận đấu tiếp theo sẽ được sắp xếp vào ngày mai. Đến nỗi đánh với ai, cũng sẽ được kép ngẫu nhiên ta đi sân thi đấu cao cấp một chuyến lâm mặc ngữ muốn đi gặp lâm mặc hàm ninh y y giơ tay ta cũng đi ta cũng đi nhóm người tưởng đào đào vô cùng khôn ngoan lựa chọn không đi làm bóng đèn bọn họ còn muốn quan sát trận đấu của người khác học hỏi từ họ đối chiếu với bản thân trận đấu ở sân thi đấu cao cấp càng khốc liệt chức nghiệp giả cao cấp kỹ năng còn vượt trội hơn nhiều so với chức nghiệp giả cấp thấp trận đấu rất mãn nhãn từ xa, hai người đã có thể nhìn thấy sân thi đấu rực rỡ đầy màu sắc. Kỹ năng bùng nổ, năng lượng rung động, truyền đi xa tiếp. Ở chỗ này cũng được bố trí 30 võ đài. Lần lượt ứng với chức nghiệp giả cấp 40, cấp 50 và cấp 60. Chỉ là võ đài rộng lớn hơn, đường kính mỗi võ đài lên tới 50 mét. Mang lại cho chức nghiệp giả nhiều không gian di chuyển hơn. Tìm được rồi, tìm được rồi, võ đài số 5, Ninh y y tinh mắt, lập tức nhìn thấy tên lâm mặt hàm. Bọn họ nhanh chân chạy tới. Dựa theo quy tắc, bọn họ không thể tiến vào sân thi đấu, chỉ có thể đứng xem thi đấu ở đài quan sát phía xa. Trên võ đài số 5, trận đấu hừng hực khí thế. Lâm mặt hàm tay cầm song kiếm, đứng ở một bên không chiến đấu. Nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cao gầy, đứng ở đó giống như một nữ thần. Cho dù không chiến đấu, vẫn vô cùng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bốn người đi cùng nàng, đều là học viên của học viện sáng thần. Thiên tài đứng đầu, năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Dưới tình huống lâm mặt hàm không ra tay, lấy bốn đánh năm, họ vẫn đánh đến nỗi đối phương không cách nào đánh trả lại. Căn bản chính là áp đảo về thực lực, chênh lệch quá lớn. Tỷ tỷ trông xinh đẹp hơn trong ảnh nhỉ. Ninh y y từ xa đã nhìn thấy lâm mặt hàm, lập tức bị lâm mặt hàm thu hút lâm mặt ngữ hơi mỉm cười Ôm ninh y y không nói lời nào lúc này lâm mặt hàm bỗng nhiên giơ song kiếm nhẹ nhàng xoay nhẹ vòng eo thon thả rõ ràng lâm mặt hàm chỉ cử động một chút nhưng lại mang đến cho mọi người cảm giác như đang xem một điệu múa thanh tao thu hút mạnh mẽ sự chú ý của mọi người lâm mặt hàm trông còn đẹp mắt hơn cả trận đấu gây cấn khoảnh khắc này Lâm Mặc Ngữ cũng đã biết cái gì gọi là thánh kiếm võ giả. Trên đầu Lâm Mặc Hàm xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm lấp lánh ánh sáng thần thánh, chiếu sáng khắp nơi. Trên đầu các đồng đội của Lâm Mặc Hàm cũng xuất hiện hư ảnh của trường kiếm. Ai cũng như được bơm máu gà, sức chiến đấu tăng vọt. Vốn dĩ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đối phương bại vong là chuyện sớm muộn. Hiện tại lại chịu thêm kỹ năng của Lâm Mặc Hàm, sức chiến đấu tăng lên đáng kể đối phương gần như bị đánh bại trong nháy mắt đối đuôi nhau bị đánh ra khỏi võ đài đội ngũ của lâm mặc hàm giành được chiến thắng mà suốt cả trận thi đấu lâm mặc hàm căn bản không hề ra tay chỉ ở đó phóng ra hai kỹ năng lâm mặc ngữ như suy nghĩ điều gì hình như chức nghiệp của tỷ tỷ có đặc tính phụ trợ y y người biết chức nghiệp kiếm nhẫn võ giả không nên y y suy nghĩ sau đó lắc đầu từng nghe qua chức nghiệp cấp huyền thoại rất hiếm Nghe nói nó kết hợp phụ trợ và chiến sĩ lại, cho dù ở cấp huyền thoại cũng thuộc loại cực kỳ mạnh. Hiện tại, Lâm Mặc Hàm không chỉ dừng lại ở lưỡi kiếm võ giả mà đã nâng cấp thành thánh kiếm võ giả, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhóm người Lâm Mặc Hàm bước xuống võ đài, đảo mắt liền biến mất tâm. Quay về đi. Lâm Mặc Ngữ vỗ tay. Chỉ cần biết Lâm Mặc Hàm bình an không có việc gì, hắn sẽ không còn lo lắng nữa. Về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội. Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, một tổ đội nữa lại bị đào thải. Trải qua vòng đấu đầu tiên, từ 1024 tổ đội cấp 20 khác nhau giờ chỉ còn lại 512 đội. Ngày hôm sau đám Lâm Mặc Ngữ sẽ tiến hành trận thi đấu thứ hai. Sáng một trận, chiều một trận. Còn đối thủ là ai thì phải chờ đến ngày mai mới biết. Dù chưa tiến vào trận chung kết chân chính nhưng rất nhiều đội ngũ biểu hiện ưu tú đã được mọi người nhớ tới. Đội ngũ của Lâm Mặc Ngữ lấy 4 đánh 5 thắng được đối thủ, nhận được đánh giá rất cao. Tưởng Đào Đào cũng không bị chiến thắng làm mờ đầu óc, hôm nay họ tiến hành tổng hợp tin tức đã thấy được và thảo luận chiến thuật ngày mai. Vì lấy 4 đánh 5 nên dưới tình huống Lâm Mặc Ngữ không động thủ thất dễ thua trận. Nên nhất định phải hành động khi người ta không đề phòng. Lâm Mặc Ngữ nghe họ thảo luận, không thấy quá khả quan. Dù hôm nay có thể thắng nhưng chủ yếu là do đối phương kinh suất, chưa đủ kinh nghiệm. Một khi có kinh nghiệm, chỉ cần giữ chân Ninh Y y, không để nàng được như ý thì phe mình khó mà có cơ hội. Trong cấp 20, thuộc tính kỹ năng trang bị của mọi người đều không kéo ra khoảng cách. Nhược điểm thiếu một người khó mà bù đắp được. Lâm Mặc Ngữ nghĩ đến kỹ năng của mình. Quy lực rất lớn nhưng dường như không thể giúp gì. Vừa ra tay là phá hủy cân bằng, hoàn toàn không cần đánh. Ngày hôm sau, ánh mặt trời không quá chói. Bên ngoài sân thi đấu người qua lại tấp nập, trên kháng đài đủ để chứa triệu người xem cuộc so tài đã không còn chỗ ngồi. Bây giờ còn chưa đến giai đoạn chân chính tiến vào chung kết mà tình cảnh đã như vậy rồi. Chờ đến trận chung kết chính thức thì sợ rằng sẽ càng thêm náo nhiệt. Chuyện triệu người xem cuộc chiến so tài triều đế quốc thần hạ thì cũng chẳng có đất nước nào có thể làm được. Sắc mặt mấy người tưởng đào đào trên võ đài cực kỳ nghiêm trọng. Trận này họ đụng độ đội số 482. Năm người đội đối phương rất mạnh, họ không phải cấp 28 thì cũng là cấp 29. Chức nghiệp năm người lần lượt là kiếm đấu sĩ, tiên tri, tịch lâm trưởng lão, pháp sư nguyên tố, triệu hồi sư. Tất cả đều là chức nghiệp hiếm. Không có kỵ sĩ. Dùng kiếm đấu sĩ thay thế kỵ sĩ, lực công kích của toàn bộ đội ngũ càng mạnh hơn. Tịch Lâm trưởng lão có thể tăng sức mạnh cho pháp sư, khiến uy lực kỹ năng của pháp sư tăng mạnh. Trước đây dưới sự kết hợp của Tiên Tri và Tịch Lâm trưởng lão, uy lực kỹ năng của pháp sư nguyên tố ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Bên cạnh triệu hồi sư của đối phương còn có một con thú được triệu hồi cả người bốc khí đen đầy bí ẩn. Đôi khi thú được triệu hồi sẽ biến mất 2 giây thú bóng tối, đây là triệu hồi sư bóng tối Ninh y y biết đã gặp rắc rối rồi. Thú bóng tối của triệu hồi sư bóng tối được coi là sát thủ trong loài thú. Nó có năng lực nhìn thấu ẩn thân, đồng thời bản thân cũng có năng lực ẩn thân. Sức mạnh bộc phát có thể so với sát thủ cùng cấp, rất khó đối phó. Nếu triệu hồi sư của đối phương dùng nó kiềm chế mình thì trong thời gian ngắn bản thân rất khó thoát. Sắc mặt tưởng đào đào nghiêm trọng, trận này không dễ đánh ninh y y nhíu mày nói với lâm mặc ngữ nếu bọn ta thua thì giao cho ngươi nhé lâm mặc ngữ gật đầu yên tâm đi lúc này hắn đang thoải mái nhất nhìn qua từng cuộc so tài trong mắt hắn đều như trẻ em thăm nhà năm người đối phương cười tươi dáng vẻ đã nắm chắc phần thắng trên cuộc đấu họ ở thế nghiền ép cường thế đánh bại đối thủ họ bùng nổ tự tin cảm thấy lần này cũng như vậy sau một tiếng va nhỏ cuộc đấu bắt đầu. Tưởng đào đào đang muốn xung phong bắt đầu thì bỗng ngừng lại. Đối phương cũng không xông qua mà nhanh chóng co lại thành một cụm. Kiếm đấu sĩ trắng ở phía trước, Pháp Sư Nguyên Tố mở ra khi ma thuật, trên người triệu hồi sư cũng xuất hiện chớp sáng. Họ vây tiên tri và tịch lâm trưởng lão vào giữa. Hai phụ trợ đang nhanh chóng gia tăng trạng thái. Rõ ràng cho thấy muốn đạt đủ trạng thái rồi mới hành động. Rất cẩn thận, không cho người ta thừa dịp có cơ hội. Ninh Y cũng không di chuyển, thú bóng tối của đối phương đã nhắm vào nàng. Chỉ cần bản thân nàng động đậy, đối phương nhất định sẽ đi theo, hãm chân nàng trong một thời gian ngắn. Đoạn cao rất nhanh cũng gia tăng trạng thái. Miêu Ngọc khẽ hỏi, làm sao bây giờ, đối phương co rụt cổ bất động, hơn nữa còn bảo vệ phụ trợ, dường như chiến thuật của họ mất tác dụng. Tạm thời tưởng đào đào không có biện pháp nào, đi bước nào nhìn bước đó, thật sự không được thì còn có mặt ngữ nghĩ đến còn lâm mặt ngữ vẻ mặt mấy người lại khá hơn họ thua cũng không sao chỉ cần lâm mặt ngữ không thua là được rất nhanh hai bên đã tăng đầy trạng thái đột nhiên bầu trời chuyển sang màu đỏ một đám mây đỏ xuất hiện mưa lửa rơi xuống ngay đầu pháp sư đối phương chiếm ưu thế tầm xa dẫn dầu phát động kỹ năng tản ra tưởng đào đào khẽ quát cả đội nhanh chóng tản ra tưởng đào đào xung phong phát động kỹ năng trực tiếp xông qua kiếm đấu sĩ của đối phương quơ song kiếm vạch ra hình đường chéo trên hư không kỹ năng kiếm khí kiếm khí hình chữ thập lập tức nhắm vào tưởng đào đào tưởng đào đào nâng tấm khiên vung lên ngăn lại ngay tức khắc bùng một tiếng nàng ta bị kiếm khí đánh lui kiếm khí xuyên qua tấm khuyên bay vào làm nàng ta bị thương một chút miêu ngọc nhanh chóng ném kỹ năng trị liệu cho tưởng đào đào đúng là kỹ năng mạnh, lần đầu tiên nàng ta giao thủ với kiếm đấu sĩ, không ngờ kỹ năng của kiếm đấu sĩ lại mạnh như vậy. Kiếm đấu sĩ cười như điên dại, song kiếm điên cuồng nhảy múa như cơn lốc tấn công tưởng đào đào. Đối phương cấp 29, tưởng đào đào chỉ cấp 24, hai người chênh lệch 5 cấp. Dù nàng ta rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn cố gắng phản kích, không lùi bước. Kiên trì là một trong tín niệm của kỵ sĩ, tưởng đào đào vững vàng tuân thủ. Miêu Ngọc không ngừng ném thuật trị liệu. Bên kia, Ninh Y cũng biến mất. Đồng thời triệu hồi sư và thú bóng tối cũng biến mất. Một người một thú tiến vào trạng thái ẩn thân. Người khác không thấy họ, chỉ có Ninh Y và thú bóng tối nhìn thấy nhau. Thú triệu hồi nhanh chóng đến gần Ninh Y rồi phát động công kích. Móng nhọn là vũ khí của nó, cào về phía Ninh Y, Ninh Y, y tránh đi, nhanh chóng rút chủy thủ ra, tiện thể chém lên người nó hai cái thú bóng tối rống lên một tiếng, đã bị thương nhẹ. Một cơn gió khẽ thổi qua, vết thương trên người thú bóng tối nhanh chóng hồi phục. Ninh y y biết là triệu hồi sư, kỹ năng của triệu hồi sư có thể trị liệu cho thú mình triệu hồi. Triệu hồi sư vừa là chủ nhân vừa là bổ sư của thú triệu hồi. Ninh y y nhanh chóng phát động công kích, triệu hồi sư thì không ngừng tiến hành trị liệu. Nhưng kỹ năng của triệu hồi sư cấp 20 cũng không tính là nhiều. Hơn nữa con thú triệu hồi đó cũng không mạnh như con thú do mạc vận triệu hồi. Trên lệch giữa chức nghiệp cấp huyền thoại và chức nghiệp cấp hiếm không hề nhỏ. Xét về tính linh hoạt, thú bóng tối hoàn toàn không bằng ninh y y, chẳng qua có sự tồn tại của triệu hồi sư nên trong phút chốc ninh y y không có cách lôi nó xuống. Kiếm đấu sĩ kiềm chế tưởng đào đào, thú bóng tối kiềm chế ninh y y, tên pháp sư chống khiên ma pháp, phát động công kích với niêu ngọc và đoạn cao. Đoạn Cao lặp lại thủ đoạn cũ lấy ra tấm khiên lớn. Đáng tiếc lần này hắn ta không cản được. Pháp sư cấp 29 ở phía trước biết kết hợp với Tịch Lâm trưởng lão bổ sung năng lượng, uy lực kỹ năng không hề kém hơn người cấp 30. Chỉ một pháp thuật đã khiến hắn ta bị thương. Pháp thuật thứ hai trúng mục tiêu, trực tiếp hất bay hắn ta ra ngoài võ đài. Miêu Ngọc muốn trị liệu cho hắn ta cũng không kịp. Dù sao áp lực bên tưởng đào đào của Miêu Ngọc đã không nhỏ từ lúc bắt đầu đã không ngừng ném kỹ năng trong tay ra. Đoạn cao bị hạ gục, Pháp Sư lại nhắm vào Miêu Ngọc. Miêu Ngọc không có cách nào để chiếu cố cả hai bên, hơn nữa trên lệch cấp độ quá lớn nên rất nhanh cũng bị đánh khỏi võ đài. Kiếm đấu sĩ cười ha hả, phụ trợ các ngươi xong rồi, ngoan ngoãn nhận thua đi, bị thương rất đau đó tiểu muội muội. Tưởng đào đào biết đã thua, hít một hơi thật sâu, nàng ta quát lớn, phòng thủ tối đa, mở phòng thủ tối đa, tưởng đào đào cố gắng chống cự đến phút cuối tưởng đào đào chỉ công kích vào kiếm đấu sĩ xông về phía phụ trợ của đối phương hai phụ trợ của đối phương đứng sau lưng pháp sư pháp sư khẽ gật đầu vô dụng thôi lúc tưởng đào đào đến một vòng chống lửa chợt bắn ra trực tiếp đánh bay tưởng đào đào kỹ năng vòng chống lửa pháp sư phát động kỹ năng đặc thù cưỡng chế đánh bay đối thủ bất chấp lực phòng ngự mạnh yếu Tưởng đào đào cũng biết tình hình đã kết thúc, từ bỏ chống cự. Giao cho ngươi. Sau khi nói xong nàng ta nhảy xuống khỏi võ đài. Lúc này Ninh Y Y cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Mặc Ngữ, nàng thu hồi chủy thủ, vẻ mặt thoải mái. Giao cho ngươi nhé, Lâm Mặc Ngữ gật đầu, mọi người cứ nghỉ ngơi, rất nhanh là xong thôi. Ninh Y Y cười hì hì, nhảy khỏi võ đài. Trên võ đài lúc này chỉ còn lại Lâm Mặc Ngữ và năm người đối phương. Người xem thi đấu lúc này rất kích động. Lâm Mặc Ngữ sắp hành động. Cuối cùng cũng có thể xem thử rốt cuộc Lâm Mặc Ngữ lợi hại chỗ nào. Tử Linh pháp sư, rốt cuộc mạnh thế nào, có giá trị nghiên cứu. Mạnh hơn nữa cũng có hạn, dù sao mới cấp 27, một đấu năm cũng không đánh lại, cái này cũng không đúng, ta cảm thấy Lâm Mặc Ngữ có thể thắng, không thấy đồng đội rất tin tưởng hắn à, rất nhiều người đều chú ý đến Lâm Mặc Ngữ, muốn xem thử rốt cuộc hắn mạnh tới cỡ nào năm người trên võ đài nở nụ cười thắng lợi nhìn lâm mặc ngữ kiếm đấu sĩ lớn tiếng nói đồng đội của ngươi cũng đầu hàng rồi ngươi còn không đi xuống phải đợi ta đá ngươi xuống sao lâm mặc ngữ cười lắc đầu khẽ nhấc ngón tay một khô lâu pháp sư xuất hiện ở trước mặt là khô lâu pháp sư hệ băng triệu hồi quái vật bất tử kiếm đấu sĩ bỗng nhiên cười ha hả hóa ra ngươi cũng là một triệu hồi sư sao vừa nãy không ra tay chờ đồng đội ngươi thua rồi mới hành động có phải muộn quá rồi không lâm mặc ngữ vẫn không nói gì trong lòng động một cái hai tay khô lâu pháp sư sáng lên lập tức phát động kỹ năng kỹ năng hàng băng bạo vũ nhiệt độ trên võ đài nhanh chóng hạ xuống băng vũ rơi xuống từng mảng lớn một giây trước đó vẻ mặt kiếm đấu sĩ vẫn còn tươi cười giây sau sắc mặt đã lập tức thay đổi kêu lên một tiếng băng vũ rơi vào người trong nháy mắt khiến hắn ta bị trọng thương mau trị liệu cho ta Cả hết lớn phóng về phía lâm mặt ngữ nhưng nửa đường thì đột nhiên hắn ta lại dừng lại thuật trị liệu không rơi vào người hắn ta không giống như điều hắn ta nghĩ trước đó quay đầu nhìn lại thì lập tức rợn cả tóc gáy bốn đồng đội của hắn ta đã không còn trên võ đài mà toàn bộ đều xuất hiện ở phía dưới võ đài bị dết trong nháy mắt chỉ một kỹ năng tiễn cả đội cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên xông thẳng đến đỉnh đầu đây là vật triệu hồi gì kỹ năng gì mà uy lực lại mạnh đến vậy chiến sĩ bị thương nặng pháp sư phụ trợ và triệu hồi sư có thể chất hơi yếu trực tiếp bị giết chết lúc này khô lâu pháp sư lại thi triển kỹ năng thứ hai trước mặt hắn ta xuất hiện mảng băng vũ lớn xinh đẹp một tên khô lâu pháp sư hai lần kỹ năng diệt cả một đội ngũ nếu như không phải là kiếm đấu sĩ da dày thịt chắc thì ngay lần đầu tiên dùng kỹ năng hắn ta đã bị kết liễu đến khi năm người bị loại bỏ thì họ vẫn chưa kịp phản ứng tại sao uy lực kỹ năng của khô lâu pháp sư lại lớn như vậy ngoại trừ kiếm đấu sĩ toàn bộ đều bị dết trong nháy mắt bên ngoài sân bùng nổ vô số người khi nhìn đến một màn này đều không dám tin mà nhảy cẩn lên mặc dù biết lâm mặc ngữ rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh như vậy một đội ngũ nhìn qua không hề yếu liền bị đánh bại sau vài giây chết tiệt đây chính là kỹ năng vật triệu hồi của lâm mặt ngữ sao khô lâu thật lợi hại một kỹ năng diệt toàn đội trong nháy mắt ta biết tại sao ngày hôm qua hắn không ra tay rồi nếu hắn ra tay thì không biết đội viên khác sẽ có chuyện gì cảm thấy thật bi ai thay cho đối thủ của hắn hạng nhất cấp hai mươi không có ai ngoài hắn cả càng bi thảm hơn là mấy tên so tài ai có thể đánh với hắn chứ khô lâu pháp sư của lâm mặc ngữ khiến toàn sân khiếp sợ không chỉ người xem bên ngoài sân đang bàn tán về nó mà còn có khuynh hướng lan ra cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Ai cũng biết chức nghiệp tử linh pháp sư. Có học giả chuyên nghiên cứu các chức nghiệp bày tỏ, trong lịch sử nhân tộc chưa bao giờ xuất hiện chức nghiệp tử linh pháp sư. Đây là một chức nghiệp mới. Hơn nữa chức nghiệp này trực tiếp được định nghĩa là chức nghiệp cấp huyền thoại. Tất nhiên, có phải là chức nghiệp huyền thoại hay không thì còn phải xem biểu hiện sau này có một số chức nghiệp mới đầu rất mạnh nhưng về sau lại bắt đầu trở nên yếu đi không phải là không có kiểu chức nghiệp này ninh y, y thở dài ta đề nghị lúc bắt đầu trận kế tiếp để mặt ngữ ra tay luôn đi đoạn cao giơ tay đồng ý ta cũng thấy vậy hôm qua thắng được một trận đã là cực hạn dù sao mình cũng thiếu một người hơn nữa cấp bậc còn thấp miêu ngọc cũng lên tiếng các đội ngũ phía sau càng ngày càng mạnh chúng ta chắc không có cơ hội Sao tưởng đào đào không biết điều này chứ? May mà trận đầu các nàng ta thắng được, cũng biết thực lực của mình. Quả thật càng về sau các đội ngũ càng mạnh. Trải qua các vòng, đến lúc xế chiều chỉ còn lại 256 đội ngũ. Đội nào cũng không dễ đối phó. Được rồi, vậy để lâm học đệ ra tay đi, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi. Ý kiến được thống nhất thông qua, Ninh y, y cười hì hì, kéo lâm mặt ngữ, cực khổ cho ngươi rồi. Chuyện nhỏ. Lâm mặt ngữ thấy không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng nhắm đến khen thưởng hạng nhất. Quyển trục kỹ năng sơ cấp sáng chói kia, tất nhiên hắn phải lấy được. Còn một phần nước thuốc thần kỳ, có thể cho ninh y, hạng nhất so tài cá nhân cũng là nước thuốc thần kỳ, để bản thân dùng. Tiền vàng khen thưởng còn dư lại mọi người tự chia nhau. Trước đó đã bàn xong. Vốn mấy người tưởng đào đào không cần gì cả. Sau khi lấy hạng nhất, học viện sẽ khen thưởng điểm tích lũy và điểm cống hiến chỉ cần có điểm đó là đủ rồi nhưng sau đó lâm mặc ngữ kiên quyết nhất định phải chia tiền vàng cho mọi người họ cũng đã chấp thuận rất nhanh đã đến thời gian buổi chiều lại đến phiên tiểu đội của lâm mặc ngữ chờ lúc họ leo lên võ đài lần nữa cũng thấy được không ít người quen mấy người lâm mặc ngữ đều biết đó đều là học viên bình thường của học viện nam kinh hơn nữa còn từng cùng hắn trải qua phó bản sa mạc bạo quân học viện Hạ Kinh coi như là học viện đẳng cấp nhất đế quốc thần Hạ. Dù chỉ lấy học viên bình thường trong học viện thì ra ngoài cũng là thiên tài nhất đẳng. Nói không chừng còn là thủ khoa tỉnh hoặc thành phố nào đó. Qua được phó bản sa mạc bạo quân, đôi khi không liên quan đến thực lực thì cũng là do may mắn. Đội họ lập lên cũng thông qua sơ tuyển đánh tới trận thứ ba, Lâm Mặc Ngữ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Họ biết Lâm Mặc Ngữ, từng người lộ vẻ cổ quái đấu với lâm mặt ngữ còn không bằng tìm miếng đậu hũ đập đầu chết sau khi bắt đầu trận thi đấu đôi bên rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị không tung thêm trạng thái cũng không dùng kỹ năng lâm mặt ngữ cứ nhìn họ nhìn đến mức họ không biết làm sao nửa tiếng trôi qua bỗng nhiên mấy người đều hành lễ với lâm mặt ngữ lâm lão đại tạm biệt lâm lão đại cố gắng lên lâm lão đại lấy hạng nhất nhé mấy người rối rít nhảy xuống võ đài trực tiếp nhận thua đoạn cao ngạc nhiên nói, chết tiệt, bọn họ làm sao vậy? Lâm mặt ngữ trả lời, vì biết không đánh lại ta, chi bằng dứt khoát nhận thua. Ninh y y cười, những người này cũng rất thức thời. Cùng học viện nên biết mặt ngữ, biết đánh không lại, tất nhiên sẽ không tìm phiền toái. Tưởng đào đào khẽ nói, không chiến mà thắng. Ban đầu người khác còn không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi có người nói, họ và Lâm Mặc Ngữ đều đến từ học viện Hạ Kinh thì cũng hiểu. Dưới tình huống biết đánh không lại, chẳng bằng dứt khoát nhận thua. Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, số đội ngũ chỉ còn lại một phần tám đội. Như này vẫn còn nhiều, đội ngũ nhóm khác còn ít hơn nữa. Như bên cấp 30 thì chỉ còn lại 62 đội. Mỗi nhóm đều có nhiều có ít, mỗi người sắp xếp tiến trình thi đấu cũng khác nhau. Lâm Mặc Ngữ ở chỗ nhóm cấp 20, ngày mai sẽ tiến hành trận thi đấu thứ tư. Sau khi đấu xong chỉ còn 8 đội ngủ. Về sau 8 đội này tiến hành trận chung kết, quyết định ra Á quân quán quân. Cùng với việc số lượng bị giảm bớt thì tiến trình cuộc đấu cũng càng nhanh. Có tồn tại của trị liệu sư cấp cao, hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề bị thương. Dù thể lực kiệt quệ thì cũng bổ sung đầy cho ngươi trong nháy mắt. Không tồn tại bất kỳ vấn đề gì về sự công bằng lâm mặc ngữ cũng chú ý tiến trình diễn ra trên sân so tài cao thấp tiểu đội lâm mặc hàm cũng một mạch tiến thẳng vào vòng trong xem ra trước mắt cũng chưa có đối thủ bấy giờ danh tiếng của chức nghiệp tử linh pháp sư đã lan truyền khắp thế giới đồng thời khi các vòng đấu lần lượt được tiến hành cái tên thánh kiếm võ giả lâm mặc hàm cũng dần truyền ra chức nghiệp huyền thoại đã rất lợi hại rồi vậy mà lại có thể hoàn thành thăng hoa chức nghiệp ở lần chuyển chức thứ hai Tiền đồ của Lâm Mặc Hàm là không thể đo lường. Trong căn viện nhỏ Bạch Thần, Mạnh An Văn nhắm mắt khẽ hỏi, "Lâm tiểu tử phách lối như vậy có ổn không?" Bạch Ý Viễn xem thường, "Có gì không ổn, phải để cho cả thế giới biết lão tử không dễ chọc." Mạnh An Văn không quá tán thành với ý kiến của Bạch Ý Viễn, "Có điều phách lối quá cũng rước thêm kẻ thù, nước ưng, thánh đấu thần vực ai chẳng phải cáo già." Bạch Ý Viễn cười nhạt, "Ta còn sợ bọn họ không ra?" mấy lần trước bọn họ ẩn nấp ra tay ta không thể tìm được chứng cứ nếu lần này bọn họ dám động thủ lão tử sẽ cho bọn họ biết thế nào là thống khổ sát ý chợt lóe lên trong mắt mạnh an văn ngươi định để lâm tiểu tử làm mồi nên ngươi mới để hắn phách lối như vậy bạch ý viễn khẽ cười không phải ta để là ta thương lượng với lâm tiểu tử mấy thiên tài những năm trước kia không thể chết vô ích đó chính là thiên tài của đế quốc thần hạ đấy lâm tiểu tử cũng đồng ý hơn nữa theo ta biết thì bên chỗ ông già kia cũng định để lâm mặt hàm làm mồi câu rắn độc đang ẩn núp ra không ngờ họ còn là hai chị em thiên phú của hai chị em này thật khiến người ta hâm mộ bạch ý viễn nói thiên phú càng cao càng câu được cá nếu lần này làm không tốt sẽ đại khai sát giới mạnh an văn cũng thở dài đã lâu rồi không ra tay đúng lúc thời gian này hoạt động chút trong căn viện nhỏ bạch thần tràn ngập sát ý nhiệt độ chợt giảm xuống cuộc so tài chức nghiệp đã tiến hành được 3 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng các tổ đội dự cuộc so tài. Bắt đầu ngày mai chính là trận chung kết tổ đội. Trận chung kết tổ đội chỉ kéo dài một ngày, trong vòng một ngày quyết định Á quân quán quân. Sau khi cuộc so tài tổ đội kết thúc, thứ khiến người ta chú ý hơn là so tài cá nhân. So với cuộc so tài tổ đội, cuộc so tài cá nhân càng đáng mong chờ hơn. Nó không cần phối hợp, không có bổ sung, chỉ dựa vào năng lực chức nghiệp của bản thân để tranh giải, hấp dẫn người khác. Trận đấu hôm nay, chúng ta đấu với tuyển thủ đội số 114. Kết quả xứng đáng đã có. Có thể đi tới bước này thì đã không còn đội yếu. Chỉ còn lại các đội có cấp bậc trung bình không thấp hơn cấp 28. Như tưởng đào đào, Đoạn Cao và Miêu Ngọc, chỉ có một không có hai. Đừng nói là họ, thậm chí còn chẳng tìm thấy cấp 26, 27 trong một cấp 20, chỉ có một tổ đội của Lâm Mặc Ngữ là có cấp bậc trung bình thấp nhất, không gì có thể so cùng. Nhưng hết lần này đến lần khác tổ đội này, cấp bậc này lại được người ta cho rằng có khả năng đoạt cúp nhất trong một tổ đội cấp 20. Thậm chí có người cho là 100% Lâm Mặc Ngữ sẽ đoạt cúp, không hề hồi hộp. Lần này tưởng đào đào đã không nghe ngóng thông tin đối thủ nữa. Lâm Mặc Ngữ đã ra tay, không cần phải nghe ngóng nữa việc còn lại giao cho hắn là được, chiến thuật, kỹ xảo gì đó cũng không có ý nghĩa trước thực lực tuyệt đối. Năm đội viên đội số 114 leo lên võ đài. Mấy người tưởng đào đào lùi về sau mấy bước, nhường không gian cho Lâm Mặc Ngữ. Hiển nhiên trận này Lâm Mặc Ngữ sẽ một đấu năm. Ánh mắt năm người đối thủ dán chặt lên Lâm Mặc Ngữ, đương nhiên không có ý định buông tha. Bố trí của tổ đội năm người đó khá lạ. Không giống như bố trí thông thường một người hỗ trợ bốn cung thủ người hỗ trợ cũng không phải tiên tri mà được gọi là chiến vương phụ trợ lâm mặc ngữ không hiểu nhiều về chức nghiệp chiến vương này chỉ biết hắn ta được khen là hỗ trợ đỉnh nhất phó bản vừa tăng thêm trạng thái vừa có thể trị liệu có cả ưu điểm của phụ trợ lẫn hỗ trợ chỉ là rất hiếm người thức tin chức nghiệp này không hề dễ tìm chủ yếu vẫn là tiên tri và hỗ trợ một phụ trợ bốn cung thủ tất nhiên thủ pháp họ là đánh bất ngờ. Lâm mặt ngữ, bọn ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng bọn ta cũng không dễ chọc, bọn ta có cách đối phó ngươi, nhất định ngươi sẽ thua. Mấy người nhìn chầm chầm lâm mặt ngữ, nắm chặt trường cung trong tay, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù nói rất dễ nhưng mấy người vẫn khá căng thẳng. Cuộc đấu chính thức bắt đầu, một con khô lâu pháp sư xuất hiện bên cạnh lâm mặt ngữ. Kèm theo một tiếng nổ ầm, trên người bốn cung thủ đồng thời xuất hiện một vòng trạng thái chiến vương phụ trợ gia tăng trạng thái không thêm từng người như tiên tri mà là thêm cả tổ đội điểm này khá tương đồng với quân đội bá chủ khô lâu pháp sư thi triển kỹ năng như cũ hàng băng bạo vũ liên tục rơi xuống như thác đổ tốc độ bốn cung thủ rất nhanh nhanh chóng tránh đi đồng thời bắn một mũi tên nhọn về phía khô lâu pháp sư kỹ năng mũi tên xung kích trầm một tiếng Khô lâu pháp sư ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không có động tĩnh. Bắn thêm một mũi thêm tăng thêm hiệu quả gây mê, khô lâu pháp sư bị đánh ngất. Cách hay. Khống chế được khô lâu pháp sư, có thể đối phó lâm mặt ngữ. Cách đối phó triệu hồi sư tất nhiên là giải quyết vật triệu hồi của người đó. Lần này hắn gặp rắc rồi rồi, trừ phi triệu hồi sư đạt tới cấp huyền thoại, nếu không thì đơn phương độc đấu vẫn rất nguy hiểm. Khó nói, chắc chắn lâm mặt ngữ có cách ứng phó chỉ người quen lâm mặt ngữ mới biết khống chế khô lâu pháp sư để đối phó lâm mặt ngữ rất khôi hài nhìn thấy các khô lâu pháp sư bị khống chế bốn cung thủ đều nở nụ cười lâm mặt ngữ ngươi xong đời rồi bọn họ có bốn người luân phiên sử dụng kỹ năng để đảm bảo khô lâu pháp sư không thể cử động chiến vương phụ trợ nhanh chóng bổ trợ kỹ năng chỉ trong hai giây toàn bộ kỹ năng được đức bổ trợ hoàn tất có trạng thái và không trạng thái sức mạnh của cung thủ ít nhất phải chênh lệch nhau ba lần bọn họ đã tản ra hoàn toàn mỗi người giữ một khoảng cách khá xa không cho lâm mặc ngữ có cơ hội tấn công hàng loạt sau khi khống chế các khô lâu pháp sư các cung thủ bắt đầu tấn công lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ không mảy may quan tâm có áo giáp hài cốt đứng im cho họ đánh đến khi trời tối mịt cũng không thể làm bị thương bản thân ngón tay khẽ động một khô lâu pháp sư khác lại xuất hiện lần này là khô lâu pháp sư hệ lửa vẫn còn bốn cung thủ đồng thời kinh ngạc trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Khô lâu pháp sư vừa xuất hiện đã ngay lập tức tung ra kỹ năng. Kỹ năng, bạo liệt hỏa diễm, ầm. Một tiếng, một cung thủ gào thét bị nổ văng ra xa. May mắn thay, hắn ta né tránh nhanh chóng, chỉ bị sượt qua. Chiến vương phụ trợ ngay lập tức sử dụng kỹ năng trị liệu. Cùng với việc bổ trợ trạng thái, kỹ năng trị liệu của chiến vương phụ trợ cũng có hiệu lực đối với toàn đội bốn cung thủ đồng thời tỏa sáng, kỹ năng trị liệu phát huy tác dụng. Cung thủ bị thương do vụ nổ nhanh chóng hồi phục. Các khô lâu pháp sư đứng chắn trước mặt lâm mặt ngữ, cứng rắn chịu toàn bộ đòn tấn công của đối phương. Mặc dù thể chất của khô lâu pháp sư không bằng khô lâu chiến sĩ nhưng nó vẫn mạnh hơn nhiều so với những tiểu tử dưới cấp 30 này. Mức độ tấn công này đối với nó chỉ như gãi ngứa mà thôi. Bên ngoài sân trở nên náo nhiệt lâm mặc ngữ hiện giờ có thể nói là tâm điểm của toàn trường nhiều người đến chỉ để xem hắn thi đấu trời ơi hắn không chỉ có mỗi một khô lâu pháp sư còn có khô lâu pháp sư thứ hai mang hệ lửa nữa vậy liệu có thể còn có khô lâu pháp sư hệ gió hệ điện không cũng khó nói lắm có thể có như vậy việc đánh bại lâm mặc ngữ sẽ rất khó khăn bùng lại thêm một mũi tên xung kích đâm trúng vào khô lâu pháp sư hệ lửa khô lâu pháp sư hệ lửa cũng rơi vào trạng thái choáng váng tạm thời không thể di chuyển mặc dù xuất hiện hai khô lâu pháp sư nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát luân phiên khống chế vẫn còn thời gian rảnh để đối phó với lâm mặt ngữ chỉ cần ý tưởng vừa nhen nhóm đồng tử lập tức co lại suýt phun ra một mụn máu già một cách nói ẩn dụ trong tiếng trung quốc thường dùng để chỉ sự tức giận hoặc kinh ngạc đến mức không thể chịu đựng nổi nó giống như cảm giác tức đến mức muốn nổ tung sốc đến nỗi muốn phun máu lại có một khô lâu pháp sư xuất hiện bên cạnh lâm mặc ngữ khô lâu pháp sư hệ gió kỹ năng long quyền phong bạo bão lốc cuồng nộ thổi tới mục tiêu chính là chiến vương phụ trợ tránh ra mau các cung thủ hét lên chiến vương phụ trợ phản ứng rất nhanh ngay lập tức né tránh nhưng vẫn bị cơn lốc xoáy sượt qua dù vậy hắn ta vẫn bị trọng thương nhanh chóng tự trị liệu cho mình bùng, mũi tên xung kích thứ ba trúng vào khô lâu pháp sư hệ gió. Đồng thời, khô lâu pháp sư thứ tư xuất hiện. Khô lâu pháp sư hệ điện. Vẫn còn, bốn người gần như tuyệt vọng. Sao lại có nhiều khô lâu thế này, kỹ năng, ngũ lôi quanh đỉnh. Pháp thuộc hệ điện tấn công cực nhanh, hoàn toàn không thể né tránh. Một tia sét giáng xuống, đánh trúng chiến vương phụ trợ. Chiến vương bị hạ gục ngay lập tức, xuất hiện bên ngoài võ đài hắn ta run sợ nhìn lâm mặt ngữ nếu không phải trên võ đài cú đánh vừa rồi có thể đã khiến cho hắn ta phải bỏ mạng mũi tên xung kích cuối cùng cũng trúng vào khô lâu pháp sư hệ điện không còn chiến vương bốn cung thủ rơi vào đường cùng giờ kỹ năng đang trong thời gian hồi chiêu cách duy nhất là phải đánh bại lâm mặt ngữ trước khi hiệu quả của mũi tên xung kích kết thúc dồn lực tấn công lâm mặt ngữ lúc này trước mặt lâm mặt ngữ lại xuất hiện hai khô lâu pháp sư hệ điện sao lại còn nữa hắn rốt cuộc có thể triệu hồi bao nhiêu khô lâu sao có thể triệu hồi nhiều như thế không chỉ nhiều mà còn mạnh nữa ầm ầm hai tia chớp rơi xuống tức thì hạ gục hai cung thủ hai cung thủ còn lại lòng như tro tàn còn đánh cái gì nữa căn bản không thể đánh nổi hai người nhìn nhau đồng thời nhảy xuống võ đài trận đấu kết thúc từ đầu đến cuối lâm mặc ngữ chỉ đứng yên triệu hồi khô lâu không hề di chuyển một bước loại chiến đấu này quá đơn giản đối với hắn nhiều người đang xem trận đấu này qua đó họ nhận thấy chức nghiệp của lâm mặc ngữ thực sự rất mạnh dễ dàng hoàn thành một chọi năm nhưng sự kết hợp giữa một phụ trợ và bốn cung thủ cũng khiến người ta bất ngờ hiện tại cấp độ của cung thủ còn thấp kỹ năng khống chế không nhiều chỉ có một loại mũi tên xung kích sau này khi cấp độ lên cao hơn nhiều kỹ năng khống chế sẽ xuất hiện mũi tên ngủ mũi tên câm lặng, mũi tên gây choáng diện rộng sự kết hợp này rất có triển vọng. Chỉ có điều, phần lớn mọi người không biết rằng, những gì Lâm Mặc Ngữ hiện giờ thể hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có vài học viên trong học viện Hạ Kinh biết rõ điều này nhưng họ sẽ không nói ra ngoài. Có quá nhiều đội trong bảng xếp hạng 20 cấp, do đó sẽ diễn ra 4 vòng loại trực tiếp vào ngày hôm nay để xác định 8 đội mạnh nhất. Hai vòng buổi sáng, hai vòng buổi chiều. Thời gian nghỉ giữa các vòng là một giờ, để các chức nghiệp giả có thời gian nghỉ ngơi. Không biết vòng tiếp theo chúng ta sẽ gặp đội nào nhỉ? Đoạn Cao khẽ hỏi. Tưởng Đào Đào khẽ lắc đầu, "Không biết, đế quốc nói tất cả đều là ngẫu nhiên, hơn nữa cũng sẽ đảm bảo công bằng. Nhưng loại ngẫu nhiên này cũng có quy luật nhất định, các ngươi có nhận ra không? Những đội mạnh đến bây giờ vẫn chưa gặp nhau." Những đội mạnh mà Tưởng Đào Đào nhắc đến là đội số 18 của nước Ưng. Đội số 3 của Thánh Đấu Thần vực và đội số 924 của Thánh Đốc giáo. Các đội này từ đầu đã thể hiện rất mạnh mẽ, luôn thắng áp đảo đối thủ mỗi lần giao đấu. Nhưng mấy đội mạnh này vẫn chưa gặp nhau. Rõ ràng sự ngẫu nhiên này cũng có quy tắc nhất định. Mọi người đều hiểu rõ điều này nhưng chẳng ai nói gì. Trận đấu thứ hai nhanh chóng diễn ra. Nhìn thấy đối thủ, không khỏi bật cười, gặp phải kẻ kiêu ngạo rồi. Đó chính là đội của Đường Kiến Phi mà họ đã gặp trong vòng sơ tuyển. Khi đó, Đường Kiến Phi xuất hiện với vẻ ngoài ngạo mạn như thể nếu như ông trời là lão đại thì thì hắn ta chính là lão nhị vậy, thực sự khiến người ta không thể nào quên. Không biết đã trải qua những gì mới có thể hình thành nên tính cách như vậy. Hóa ra hắn ta là thần kiếm sĩ, chức nghiệp cấp huyền thoại, quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Lâm Mặc Ngữ cũng nhìn thấy cấp bậc chức nghiệp của đối phương. Đường Kiến Phi cấp 29, thần kiếm sĩ. Chức nghiệp cấp huyền thoại, rất hiếm và mạnh mẽ. Kiêu ngạo một chút cũng là điều bình thường. Kể từ khi Lâm Mặc Ngữ chuyển chức nghiệp, số lượng người có chức nghiệp cấp huyền thoại mà hắn gặp phải đếm trên đầu ngón tay, bao gồm âm dương sư đông điều Thái Lan của nước Anh Đào, thánh quan kỵ sĩ Châu Lạc Thánh, thánh triệu hồi sư Mạc Vận và chị gái của mình. Người thứ năm chính là Đường Kiến Phi. Thần kiếm sĩ là chức nghiệp nâng cấp của phong tu phong tu là thánh kiếm sĩ nếu có thể nâng cao chức nghiệp thì sẽ trở thành thần kiếm sĩ đây chắc chắn là một chức nghiệp rất mạnh nếu có thể nâng cấp chức nghiệp thì sẽ còn mạnh hơn nữa lâm mặc ngữ tự nhủ ninh y y cười nâng cấp chức nghiệp rất khó dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu cũng không thể đảm bảo hoàn toàn thành công chuyện này có thể gặp nhưng không thể cầu lâm mặc ngữ hiểu rằng việc chị gái mình thành công nâng cấp chức nghiệp thực sự là điều vô cùng hiếm hoi ngay cả lâm mặt hàng cũng từng nói rằng cô suýt chút nữa thất bại khi nâng cấp chức nghiệp cuối cùng cũng gặp may mắn đến giờ thi đấu lâm mặc ngữ chậm rãi bước lên võ đài lần này đám người tưởng đào đào không lên võ đài mà chỉ ở bên dưới xem ở phía bên kia võ đài đường kiến phi cũng dẫn theo đội của mình bước lên năm người mặc cùng một loại trang phục ngay cả khí chất cũng rất giống nhau. Có vẻ như họ thường xuyên cùng nhau đi đánh phó bản, phối hợp với nhau rất ăn ý, trong đội của Đường Kiến Phi, hắn ta là thần kiếm sĩ. Ngoài ra còn có một pháp sư, một cung thủ và hai người phụ trợ. Tương tự như vậy, không có kỵ sĩ, Đường Kiến Phi là kỵ sĩ kim người tấn công chính. Đường Kiến Phi nhíu mày nhìn Lâm Mặc Ngữ, chỉ có mình ngươi thôi sao? Lâm Mặc Ngữ gật đầu, chỉ có mình ta đường kiến phi nói nhỏ với đồng đội các ngươi cũng xuống đi mấy người không chút do dự nhảy xuống võ đài ngay lập tức trận thi đấu đồng đội này bỗng chốc biến thành cuộc đối đầu tay đôi giữa lâm mặc ngữ và đường kiến phi cảnh tượng này khiến lâm mặc ngữ có cái nhìn khác về đường kiến phi người này tuy kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ta có chí khí rất cao lòng kiêu hãnh ngút trời là người sở hữu chức nghiệp cấp huyền thoại đường kiến phi có sự niềm hãnh của riêng mình hắn ta kinh thường việc ỷ đông hiếp yếu. Đường kiến phi chậm rãi rút trường kiếm ra, mũi kiếm chạm đất, ban đầu ta định đối đầu với ngươi trong trận đấu cá nhân, không ngờ lại gặp trước thế này. Ta đã xem hai trận đấu trước của ngươi, không thể không thừa nhận, những khô lâu của ngươi rất mạnh. Nhưng, bọn chúng vô dụng với ta, gặp ta, ngươi thua chắc rồi, lâm mặt ngữ mỉm cười, ngươi khá lắm giọng điệu nói chuyện của lâm mặc ngữ có vẻ như lời khen của một bậc trưởng bối dành cho hậu bối vậy đường kiến phi tức giận ta không cần ngươi đánh giá lâm mặc ngữ lắc đầu ta chỉ đang nói sự thật thôi cuộc đối đầu giữa đường kiến phi một chức nghiệp giả cấp huyền thoại và lâm mặc ngữ thu hút sự chú ý của vô số người lâm mặc ngữ rất mạnh nhưng chức nghiệp giả cấp huyền thoại cũng không phải là kẻ yếu kết quả của cuộc đụng độ giữa hai người sẽ ra sao có thể sẽ có một trận chiến mãn nhãn tất cả mọi người đều rất tò mò đó là nhà họ đường ở tây bắc bọn họ là gia tộc thần kiếm sĩ nổi danh sánh ngang với nhà họ phong huyết mạch nhà họ đường rất mạnh hầu như mỗi thế hệ đều xuất hiện chức nghiệp giả thần kiếm sĩ ta đã từng xem tài liệu về thần kiếm sĩ ngay cả trong những chức nghiệp giả cấp huyền thoại thần kiếm sĩ cũng thuộc hàng tốc đầu thần kiếm sĩ không đáng sợ điều đáng sợ là thần kiếm sĩ nắm vững toàn bộ kỹ năng, những kỹ năng đó, ha ha. Trận đấu bắt đầu, khô lâu pháp sư xuất hiện ngay bên cạnh lâm mặt ngữ. Trên thanh trường kiếm của đường kiếm phi cũng xuất hiện hai vòng sáng. Hai vòng sáng xoay quanh thanh trường kiếm, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hai vòng sao, quả nhiên là hắn ta nắm vững kỹ năng của một thần kiếm sĩ. Cấp 11 vòng sáng, cấp 22 vòng sáng, mỗi vòng sáng là một kỹ năng cấp cao. Nghe nói thần kiếm sĩ có thể đạt đến 9 vòng sáng ở cấp 99 là bất khả chiến bại. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, chúng ta phải mở to mắt ra mà xem cho kỹ. Lâm mặt ngữ triệu hồi khô lâu pháp sư hệ điện. Kỹ năng, ngũ lôi oanh đỉnh, một tia sét từ trên đỉnh đầu giáng xuống. Đường kiến phi không né tránh, một vòng sáng trên thanh kiếm bùng nổ. Tia sét đánh trúng đường kiến phi cứ như trâu đất xuống biển, không còn một chút động tĩnh nào. Đường kiến phi cười lớn, kỹ năng đầu tiên của ta, nguyên tố kiếm thể. Trong vòng 10 phút, ta có thể miễn dịch với tất cả các đòn tấn công nguyên tố. Vì vậy, các đòn tấn công từ khô lâu pháp sư của ngươi đều vô dụng với ta, hy vọng ngươi có thể trụ được trong 10 phút này. Vừa dứt lời, đường kiến phi đã lao về phía lâm mặt ngữ. Dưới chân như có gió, tốc độ cực nhanh. Chức nghiệp giả cấp huyền thoại, các thuộc tính đều vượt trội hơn so với các chức nghiệp giả bình thường. Ngay cả khi không có trạng thái phụ trợ, họ cũng mạnh mẽ như nhau. Bên ngoài sân vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Nhiều người cho rằng, Lâm Mặc Ngữ sắp xong đời rồi. Đường kiến phi miễn dịch với các đòn tấn công nguyên tố, khô lâu pháp sư của Lâm Mặc Ngữ trở nên vô dụng. Đúng như đường kiến phi đã nói, Lâm Mặc Ngữ muốn chiến thắng thì trừ khi có thể trụ được trong vòng 10 phút nhưng việc trụ được 10 phút dưới lưỡi kiếm của hắn ta là điều không thể. Đường Kiến Phi nghĩ rằng nếu Lâm Mặc Ngữ có thể trụ vững dưới lưỡi kiếm của mình trong 10 phút thì chỉ có thể là gặp quỷ thôi. Nhưng hắn ta thực sự đã gặp quỷ. Chân hắn ta đạp kiếm, bước nhanh như gió lao đến trước mặt Lâm Mặc Ngữ, chuẩn bị rút kiếm ra. Bỗng nhiên, một cảm giác rợn tóc gáy ập đến. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao trùm lấy hắn ta. Đường Kiến Phi tin vào trực giác của mình, nhanh chóng lùi lại. Ngay lúc hắn ta lùi lại, một lưỡi dao mang tia sáng đỏ lướt qua bên cạnh. Ầm, uhm, một tiếng, thanh đại đao rơi xuống sàn đấu, khiến toàn bộ sàn đấu rung chuyển. Có thể thấy được sức mạnh của đòn tấn công này lớn đến mức nào. Đường Kiến Phi hít một hơi thật sâu, nếu cú đánh này trúng hắn ta, có lẽ hắn ta đã bị văng ra khỏi sàn đấu rồi. Wow, nhiều người một lần nữa nhảy bật lên vì kinh ngạc. Đó là cái gì vậy? một bộ khô lâu cầm đao một bộ khô lâu có khả năng tấn công vật lý hơn nữa nó còn biết sử dụng kỹ năng sức mạnh không hề nhỏ một khô lâu cầm dao xuất hiện ngay bên cạnh lâm mặc ngữ khô lâu pháp sư đã được lâm mặc ngữ thu hồi lại đường kiến phi toát mồ hôi lạnh sau đó bật cười lớn quả nhiên không thể coi thường ngươi đây mới chính là ác chủ bài của ngươi phải không khô lâu cầm đao ta muốn xem nó mạnh đến mức nào đường kiến phi vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của mình, một lần nữa lao tới. Khô lâu chiến sĩ vung hai thanh đao nghênh chiến. Thuộc tính của khô lâu chiến sĩ quá cao, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Như một tia chớp lóe sáng trong mắt đường kiến phi, trong chớp mắt, khô lâu chiến sĩ đã xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Thanh đại đao giáng xuống đỉnh đầu hắn ta. Nhanh quá, đường kiến phi thốt lên kinh ngạc. Thanh trường kiếm lóe sáng, kỹ năng, ngự kiếm, với kỹ năng ngự kiếm đường kiến phi có thể chính xác chặn đứng mọi đòn tấn công và hất văng kẻ thù bất kể tốc độ tấn công của khô lâu chiến sĩ nhanh đến mức nào hắn đều có thể chặn đứng bùng một tiếng đường kiến phi bị hất văng ra xa bởi một sức mạnh to lớn khô lâu chiến sĩ cũng đồng thời bị hất tung ra sau ngã xuống đất sức mạnh cũng rất khủng đường kiến phi một lần nữa toát mồ hôi lạnh cả tốc độ lẫn sức mạnh đều vượt trội hơn mình. Khô Lâu chiến sĩ nhanh chóng đứng dậy lao tới lần nữa. Đường Kiến Phi khẽ hừ một tiếng, một vòng sáng khác trên thân kiếm cũng bùng nổ. Trong nháy mắt, sức mạnh, tất cả bốn thuộc tính đều tăng gấp 10 lần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.